Hôm nay sẽ giảng bài 15 trong Trung Bộ Kinh. Và bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Tư Lượng. Thì cái đây là sư đang giảng cái Kinh Trung Bộ, là có 152 bài. Thì đến hôm nay thì mới được 15 bài, được 1 phần 10 trong cái bộ Kinh Trung Bộ này. Thì cái nội dung của bài kinh Tư Lượng hôm nay thì đây là một bài kinh mà do trưởng lão tôn giả Mahamoggana, tức là ngài Mục Kiền Liên sẽ là cái người chủ trì thuyết nên cái bài kinh này. Cái bài kinh này không phải là do Đức Phật thuyết giảng mà là do tôn giả Mục Kiền Liên thuyết giảng đến các vị tỳ kheo. Thì Đức Phật có hai vị đại đệ tử, đó là tôn giả Xá Lợi Phất, bậc tướng quân chánh pháp, hay bậc trí tuệ đệ nhất, và có một vị là bậc thần thông đệ nhất, đây cũng là một bậc thượng thủ thanh văn đệ tử của Đức Phật, đó là tôn giả Mục Kiền Liên. Thì hai vị tôn giả này cũng thường xuyên thay Đức Phật để sách tấn, khích lệ, khuyến khích và giảng dạy cũng như giáo hóa các vị tỳ kheo thời bấy giờ. Thì đây là một trong số những cái bài pháp, những cái bài kinh mà ngài Mục Kiền Liên thuyết giảng. Và trong cái bài kinh này, tôn giả Mục Kiền Liên muốn nói về cái tâm tánh của các hạng người. Tức là trên đời thì có những cái người thì khó dạy bảo và có những cái người dễ dạy bảo. Tức là đương nhiên là trên đời ai muốn nên người thì cũng cần phải học hỏi. Thì ngay cả những cái đứa trẻ mới sinh ra cũng vậy, cũng phải được cha mẹ giáo dục, thì lớn lên mới trở thành những cái đứa trẻ ngoan hiền. Khi lớn lên rồi sẽ được đi học với các vị thầy cô ở các cái trường học ngoài thế gian. Thì trong các trường học cũng thế, sẽ có những cái học sinh khó dạy bảo và cũng có những học sinh rất là dễ dạy bảo, dễ giáo huấn. Thì khi mà có những người sẽ đi vào trường đạo, muốn tìm một cái con đường tu tâm để đi đến cái sự chứng ngộ các cái chân lý ở đời, thì cũng vậy, ở trong cái môi trường tu tập cũng thế, cũng sẽ có những cái người dễ giáo huấn, dễ dạy bảo, và cũng có những cái người khó dạy bảo. Thì ở đây là trong cái bài kinh này thì tôn giả Mục Kiền Liên muốn nói đến những cái hạng người như thế, tức là muốn có cái sự giáo dục, có cái sự thức tỉnh đối với lại những cái vị tỳ kheo, những cái người đang đi trên cái con đường tầm sư học đạo, tìm hay là tu tập, tức là đang đi trên cái con đường tu tập vậy. Thì ai cũng thế, mình muốn tu tập được thì mình cần phải đi tìm đến những cái vị thầy để học đạo. Thì khi mà đi tìm đến những cái vị thầy học đạo rồi, thì những cái vị thầy là những bậc thiện tri thức sẽ nhìn nhận, nhận biết được con người, nhận biết được à, cái người này là cái người mình có thể dạy bảo được, có thể giáo huấn được, có thể dẫn dắt được trên cái đạo nộ này, trên cái con đường tu tập này. Có thể là vị thầy đó sẽ nhận cái người học trò đó và huấn luyện và dạy bảo cái người học trò đó. Nhưng mà cũng có khi có những cái người đi học đạo và có những cái vị thầy là bậc thiện tri thức sẽ nhìn nhận được là người này không thể giáo hóa được, người này không giáo huấn được, không hóa độ được, và có thể vị thầy đó sẽ không tiếp nhận, không tế độ và không dạy bảo cái vị học trò đó. Thì đấy là vì có những hạng người khác nhau như vậy, cho nên ở trên đời có những cái người thì có thể giáo hóa được, có những người không giáo hóa được. Ngay khi Đức Phật cũng thế, Đức Phật cũng có ra đời với cái mục đích là để độ chúng sinh, nhưng không phải ai cũng có thể hóa độ được. Có những chúng sinh cang cường, ngang bướng, ương ngạnh và không thể nào giáo hóa được. Cũng có những chúng sinh thì có thể giáo hóa được. Vậy vậy thì trong cái bài kinh này, tôn giả Mahamoggana đã nói lên hai cái hạng người đấy, hạng người dễ giáo huấn và hạng người khó giáo huấn. Và tôn giả Mục Kiền Liên đã khuyên những các vị tỳ kheo tư lượng, ở đây là suy xét, là sự nhìn nhận, là sự quan sát lại chính mình
xem mình có phải là cái người dễ giáo huấn không, hay là mình là cái người khó giáo huấn, mình là có người có thể tiến hóa, tiến bộ được ở trong cái pháp luật này không, hay là mình sẽ là một cái người không thể tiếp thu được, không thể giáo huấn được, không thể tiến hóa được ở trong cái pháp luật này. Thì đấy là nội dung của cái ý nghĩa của bài kinh Tư Lượng, nó có cái ý nghĩa là như vậy. Thì nội dung bài kinh như thế là vậy. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Mahamogananda sống giữa những người thuộc bộ tộc Phaga tại núi Sumsumarariga, Jira rừng Pesanaka Kana, vườn Nộc Uyển. Ở đây tôn giả Mahamogananda, đại mục kiền niên, gọi các tỳ kheo. Chư hiền tỳ kheo, thưa hiền dạng, những tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahamogananda. Tôn giả Mahamogananda nói như sau: chư hiền, nếu tỳ kheo thỉnh nguyện mong rằng chư tôn giả hãy nói với tôi, hãy giáo huấn tôi, mong rằng tôi được tôn giả giáo huấn. Nhưng nếu vị ấy là một người khó dạy bảo, đầy đủ những cái đức tánh, những cái tánh của một người khó dạy bảo, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỳ kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng tỳ kheo ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư hiền, thế nào là những tánh khiến người ấy trở thành khó nói? Chư hiền, ở đây vị tỳ kheo có ác dục, bị ác dục chi phối. Tỳ kheo bị ác dục chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. Thì đây là một cái hạng người thứ nhất, một cái tâm tánh thứ nhất của một cái người sẽ không thể nào mà dạy bảo được. Thì ở đây cái trong những cái tâm tánh con người thì cái tâm, cái tánh tham, cái tâm tham là lớn nhất. Người ta thường thường là có cái tâm tham ở đây, có nghĩa là mình tham ái đối với những cái cảnh trần. Con mắt thì nó tham với cảnh sắc, tai tham với âm thanh, lưỡi tham mùi hương, lưỡi tham vị thân, tham xúc chạm. Đấy gọi là tham đắm ngũ dục. Nhưng mà ở đây được gọi là ác dục. Ác dục ở đây là một cái người có cái tánh tham hưởng thụ cái dục này, và có cái tánh tham đấy với nhiều cái sự ác ý đi kèm theo. Ví dụ như là một người vì muốn hưởng thụ những cái dục, tức là vì mình muốn có những cái tài sản, vì muốn có cái danh vọng, vì muốn có cái quyền lực, vì muốn có những cái vật chất để được hưởng thụ cái đời sống an nhàn sung sướng, mà người đấy có những cái ác tâm, như là mình muốn sát sinh, vì cái nhân duyên sát sinh đấy cho nên mình sẽ được hưởng những cái, được hưởng thụ những cái dục lạc sung sướng, thì đấy được gọi là ác dục. Một cái người có cái ác dục, một cái mong cầu không hiển thiện, không chân chánh. Hay là một cái người đấy mình mong cầu mình có được những cái điều mình muốn bằng cái cách đó là mình khởi lên cái ý là muốn đi ăn trộm cắp của người khác, thì đấy cũng là gọi là ác dục. Hay là một cái người khởi lên cái ý là muốn tà dâm với vợ hoặc chồng của người khác, giống như là cướp vợ cướp chồng người khác, đấy cũng là ác dục. Hay là một người có cái tư tưởng là mình sẽ lừa dối người khác để có lợi ích cho mình, làm sao mình chỉ cần nghĩ đến cái lợi lạc cho mình, rồi mình hiện tướng ra đủ các thứ để lừa đảo, lừa dối bằng lời nói, bằng việc làm, bằng những cái hành động, bằng những cái suy nghĩ để có được lợi ích cho mình, thì đấy cũng được gọi là ác dục. Hay là một cái người có cái ham hưởng thụ những cái chất say nghiện, thì đấy cũng được gọi là ác dục. Những cái tham dục, những cái tham nam, cái lòng tham bất thiện, những cái lòng tham có sự tổn hại đến người khác, thì những cái đấy thì cũng được gọi là ác dục. Ác dục hay là một cái người mình có những cái tánh xấu nhưng lại muốn người khác nghĩ là mình là người tốt, đấy cũng được gọi là ác dục. Hay là tất cả những cái gì không chân chánh, không chân thật, thì mà mình có cái sự mong cầu, có cái sự mong muốn, cái sự mong muốn đó không phải là bằng cái hành động chân chánh của mình để đạt được, mà mình muốn đạt được cái điều mình mong muốn đó một cách bất chánh, một cách không chân chánh, thì những cái người này sẽ rất là khó giáo huấn, khó dạy bảo, khó có thể tiến bộ, khó có thể tiếp thu được những cái thánh pháp, những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh của Đức Phật, thì những người đấy sẽ là người khó dạy bảo. Vậy nên là khi một hay Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật hay những bậc thiện tri thức mà gặp những người như thế
thì tự các vị ấy cũng nhận ra được rằng người này không thể giáo hóa được, không thể dạy bảo được, không thể huấn luyện được, không thể tiến bộ được trong giáo pháp. Cho nên các ngài sẽ không giảng dạy những cái pháp cho các vị ấy. Nếu như các vị ấy không từ bỏ được tư tưởng ấy, không từ bỏ được những cái tâm ý đấy, thì đó được gọi là cái tâm ý thứ nhất của một người sẽ rất khó có thể giáo huấn được. Hạng người thứ hai đó là lại nữa này chư hiền, tỷ kheo khen mình chê người. Nếu tỷ kheo khen mình chê người sẽ là một người khó dạy bảo. Nếu như mà bây giờ gặp một cái người nào đó, người ta luôn luôn có cái sự ca ngợi bản thân mình, khen ngợi bản thân mình, tự khen mình nhé, và thích chê người khác và thích đề cao mình, cho mình mới là giỏi, là cao, và chê bai hạ thấp người khác xuống, thì người ta sẽ nhận diện ra được ngay rằng đây sẽ là một cái người đạo đức kém, là một cái người tiểu nhân, và cái người này sẽ là cái người không thể tiếp thu được những cái pháp cao thượng. Đấy, ví dụ như là nếu như mà một cái người nào muốn biết, muốn đi tìm một bậc thiện tri thức, muốn đi tìm một cái bậc chân nhân để mình có thể đặt niềm tin, thì khi mình gặp những cái vị đó, nếu như những cái vị đó là cái vị nói ra lời nào cũng là những cái lời khen mình và chê bai người khác, thì biết ngay đó là một cái, đây không phải là bậc chân nhân, vậy thì đây là tiểu nhân, đây là một cái người hống hách, đây là một cái người ngã mạn, đây là một cái người rất là kiêu căng. Đấy, để mình nhận diện ra được một người. Vậy thì các cái vị bậc đạo sư ở trên đời, những cái bậc thiện tri thức, khi mà gặp một cái người đến xin để thọ giới, để thọ trì pháp môn, để học đạo, nhưng mà vị đấy luôn luôn thích khen ngợi, và khi mà nói một lời chê bai thì phẫn nộ, nhưng vị đó chỉ thích được khen mình, chỉ thích mình được ca ngợi, được khen ngợi, thích hơn người và thích chê bai người khác, thì đó sẽ là một cái người rất khó dạy bảo, rất khó giáo huấn. Nếu như người đấy không bỏ cái tư tưởng ấy, không bỏ cái tâm lý ấy, thì sẽ không tiếp thu được giáo pháp. Vậy thì đấy là một cái người thứ hai, là cái người có cái tính khen mình chê người, là sẽ là một cái người rất khó giáo huấn, rất khó dạy bảo. Và người thứ ba thì Tôn giả Mục Kiền Liên dạy này, lại nữa chư hiền, tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối. Thế tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối thì sẽ là người khó dạy bảo, khó giáo huấn. Tức là có những cái người, người ta hay sân hận, người ta hay giận hờn, thì cái người có cái tánh sân đấy, người ta có cái tánh nóng rất là cao, và cái người đấy cũng sẽ rất là khó dạy bảo, khó giáo huấn, khó giáo dục, khó tiếp thu được giáo pháp. Thì đấy là cái hạng người thứ ba, rất khó dạy bảo. Và cái hạng người nữa đó, cái tâm tánh của một người đó là có cái tánh lại nữa chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, do nhân phẫn nộ trở nên hiềm hận. Tức là hiềm hận ở đây là một cái người hay có cái tâm giận hờn, và cái tâm oán hận đó kéo dài lâu. Ví dụ như là ai đó mà nói một cái lời gì, làm một cái việc gì đó mà làm mình bị giống như là tự ái, tức là sẽ nói xúc phạm đến một cái người đó một lần, và người đó sẽ ôm cái mối hiềm hận đó trong lòng rất là lâu, có thể trải qua cả tháng, cả năm, cả nhiều năm, 10 năm, 20 năm mà vị đó vẫn chưa quên, chưa nguôi, vẫn còn những cái giận hờn đó ấp ủ ở trong lòng, thì đấy được gọi là hiềm hận. Vậy thì một người có cái tánh hiềm hận sẽ là một cái người rất là khó dạy bảo, rất là khó giáo huấn. Và lại nữa chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp. Tức là nếu mà một cái người đấy mà có cái tính sân hận ấy, thì cái người đấy sẽ có cái tính hiềm hận, và cái tính nữa là tính cố chấp. Cố chấp ở đây là cái người đó không, tức là luôn luôn chấp cái tư tưởng của mình, và cái người khác muốn truyền đạt, muốn bảo là bạn không được có cái suy nghĩ như vậy, không được, phải từ bỏ những cái suy nghĩ xấu, từ bỏ những cái hành động xấu, từ bỏ những cái lời nói, từ bỏ những cái tánh cách không phù hợp, và cần phải học tập những cái tánh cách nó có phù hợp, học tập những cái văn hóa, những cái cách đi đứng nằm ngồi, những cái cách hành xử cho nó trang nghiêm tề chỉnh, cho nó phù hợp với đạo, với giáo pháp này. Thì một cái người cố chấp thì sẽ
mà không, tôi không chấp nhận điều đó, tôi không làm được điều đó. Và cái người đó sẽ rất là người, sẽ rất là khó dạy bảo với cái người có cái tính cố chấp đấy. Người có cố chấp thì người khác dạy thì cái vị đó sẽ không có nghe theo. Thì thời xưa đến thời nay cũng vậy, có rất là nhiều người có cái tính cố chấp. Ví dụ như là bây giờ Phật Pháp truyền bá đi các nơi thì sẽ có rất là nhiều những cái tà Pháp ở trong thế gian này. Và thì một cái người muốn tiếp thu được chánh Pháp cần phải từ bỏ những cái tà Pháp. Ví dụ như là có những cái vị giảng sư sẽ giảng dạy với những cái người tín đồ Phật tử rằng cần phải từ bỏ những cái pháp mê tín tà kiến ở trên đời. Rất là nhiều những cái pháp mê tín dị đoan, cúng bái nó rườm rà, không phù hợp, không có lợi ích gì, thì hãy buông bỏ nó đi. Nhưng với những cái người ngoan đạo, với những cái người thuần thành thì người ta sẽ hoan hỉ đón nhận, chấp nhận, và người ta sẽ thay đổi và từ bỏ những cái tà pháp đấy và thực hành theo những cái chánh pháp. Nhưng cũng có những người, người ta cố chấp, người ta không từ bỏ, người ta bảo đây là cái phong tục, đây là cái tục lệ, đây là cái truyền thống, nó đã có từ nhiều đời cha ông truyền lại đến giờ, không dễ gì bỏ đi được. Thì đấy là những cái người cố chấp như vậy, chấp vào những cái hủ tục, rồi chấp vào những cái truyền thống, chấp vào rất là nhiều những cái sự văn hóa tín ngưỡng ở đời từ ngàn xưa đến giờ. Thì cái người đấy, người ta sẽ không tiếp thu được những cái pháp chân chánh. Người ta nghe, người ta cũng không để ở trong tâm, và người ta cũng không thay đổi cái cách sống người ta. Người ta vẫn sống theo những cái lối sống từ xưa đến nay, những cái tập quán từ xưa đến nay, và không có từ bỏ, không thay đổi, thì sẽ không tiến bộ được, không thể tiến hóa được, không thể giáo hóa được những người có tánh cố chấp ấy. Vậy thì người có tánh cố chấp cần phải từ bỏ thì mới có thể tiếp thu được cái giáo pháp này. Và giảm một kiền điên lại dạy nữa: này chư hiền, lại nữa chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, thì vị tỳ kheo ấy sẽ là người khó dạy bảo, khó giáo huấn. Tức là một cái người nào người ta hiểm hận, người ta chỉ để ở trong lòng thôi, nhưng là một cái người có văn hóa, đôi khi người ta kiềm chế được những cái hành vi, những cái lời nói người ta còn không bộc phát ra bên ngoài. Nhưng mà cũng sẽ có một số người, những cái tâm phẫn nộ đấy nó rất là lớn, nó rất là mạnh, thậm chí người ta không kiềm chế ở trong lòng mà người ta sẽ phản ứng ra bằng những cái lời nói cái phẫn nộ, nên là bằng những cái phẫn nộ ấy nó bộc phát ra thành những cái lời nói rất là thô thiển, rất là thô lỗ. Người ta sẵn sàng cãi lại, chửi lại, chỉ trích, mắng nhiếc lại những cái người đã giáo huấn, đã dạy bảo những điều chân chánh, mà người ta bảo vệ những cái điều sai trái của bản thân mình. Đấy là những cái người mà phẫn nộ và nói ra những lời phẫn nộ, thì đó sẽ là một người khó giáo huấn và khó dạy bảo. Thì Tôn Giả Mục Kiền Liên lại dạy nữa: lại nữa chư hiền, tỳ kheo bị khiển trách thì lại trở lại chỉ trích lại vị đã chỉ lỗi cho mình. Tức là trong cái sự tu tập này cũng giống như là một cái người bệnh nhân mà người ta có bệnh, người ta cần phải đi tìm đến những cái vị thầy thuốc, đến những vị bác sĩ để điều trị những cái căn bệnh đó. Thì đấy là những cái người có tâm bệnh về thân. Khi mà gặp những cái vị bác sĩ rồi, người ta khám ra bệnh rồi, người ta sẽ chỉ cho biết là anh đã có những cái bệnh như thế này. Cái bệnh như thế này cần phải tiêm chích. Thì cái sự tiêm chích đấy nó cũng rất là đau đớn. Có những cái bệnh cần phải mổ xẻ, người ta phải phanh mổ ra những cái vết thương đó. Có những cái bệnh cần phải băng bó, có những cái bệnh nó cần phải kiêng cữ rất là nhiều thứ, ăn uống, đi đứng nằm ngồi, cần phải kiêng cữ. Thì với một cái người học Phật Pháp cũng thế. Cái người học Phật Pháp cũng giống như là một cái người bệnh nhân và tìm đến những cái vị thầy thuốc để điều trị những cái bệnh về tâm. Đây là một cái người nhận biết ra rằng mình có những cái bệnh về tâm, có những cái khổ đau sinh tử, hay là do những cái nguyên nhân phiền não tham sân si nó sinh ra. Cho nên là mình đi tìm cái con đường học đạo tu tâm, tức là mình muốn để thoát khỏi những cái ô nhiễm, thoát khỏi những cái phiền não, thoát khỏi những cái bệnh về tâm này. Thì những cái vị thầy dạy đạo cũng giống như những cái vị thầy thuốc vậy, đôi khi cũng phải chỉ trích,
đôi khi cũng phải khiển trách, đôi khi cũng phải dùng những cái lời dịu dàng để mà giáo huấn. Nhưng cũng có những người dùng cái lời dịu dàng không giáo huấn được, vì đó là cái người không ưa cái pháp dịu dàng, thì cái vị thầy đấy phải dùng cái biện pháp cứng rắn, đó là khiển trách, nhắc nhở, mắng nhiếc cái học trò đấy. Nhưng có những cái người thì người ta thuần thục, người ta tiếp thu, người ta tiếp nhận những cái sự chỉ dạy của những vị thầy. Nhưng mà cũng có những cái người, người ta phản kháng lại, người ta sẽ chỉ trích lại, người ta sẽ mắng nhiếc lại, thậm chí người ta sẽ ôm cái lòng thù hận, thù hiềm. Cho nên là cổ nhân mới dạy là giáo đa thành oán. Đôi khi dạy nhiều, đôi khi giáo dục bằng nhiều, đôi khi sẽ có nhiều người người ta oán trách, nhiều người người ta oán thù. Bởi vì có những cái vị thầy nghiêm khắc, quá nghiêm khắc, có những vị thầy thì lại quá là dễ dãi, tức là chỉ dạy những cái học trò hiền lành, dễ dạy bảo. Nhưng mà khi mà có những cái học trò ương bướng, ngang ngạnh, khó dạy bảo, thì cái vị thầy đó tránh né, như là không muốn đụng chạm, không muốn sinh sự, không muốn gây cái xích mích với cái người này, cho nên nàng tránh. Thì những cái người đấy, người ta không được giáo huấn, không được giảng dạy, không được nhắc nhở, thì người ta sẽ không có tiến hóa, không tiến bộ, không có từ bỏ được những cái thói hư tật xấu. Vì vậy cho nên là đôi khi có những cái vị thầy thì cũng cần phải dạy bằng cả những cái biện pháp đó là mềm mỏng, nhưng đôi có khi cũng phải dạy bằng những cái biện pháp cứng rắn. Và đôi khi các vị thầy cũng sẽ gặp phải những cái người đệ tử người ta chống đối lại, người ta sẽ hiềm hận lại, người ta sẽ chỉ trích lại. Thì đấy là có những cái người học trò sẽ rất là khó dạy bảo, khó giáo huấn như vậy. Thì đấy là ngay từ trong thời Đức Phật cũng có rất là nhiều người cũng đã không dễ dàng gì mà dạy bảo được như vậy. Mặc dù là Đức Phật và các bậc A-la-hán, các bậc thánh đệ tử trực tiếp giảng dạy thời bấy giờ, nhưng vẫn có những người người ta chống đối nặng, vẫn có những người người ta chỉ trích nặng, và vẫn có những cái người người ta không có tuân thủ theo những cái pháp luật do Đức Phật chế định. Như là khi mà Đức Phật chế ra những cái giới luật, có những cái giới luật mà các cái người học trò người ta chấp nhận, nhưng cũng có những cái giới luật những người học trò người ta không chấp nhận, người ta phản ứng lại, người ta chỉ trích lại, người ta không tuân thủ theo. Nên là ngay từ thời Đức Phật cũng thế, cũng có những cái người như vậy. Huống chi là thời bây giờ cũng thế. Thì những cái sự giảng dạy đối với thầy trò với nhau vậy, đôi khi nó có những cái thâm tình, nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái oan trái. Đó là cái có không phải là ai cũng dễ dạy bảo, ai cũng dễ giáo huấn, ai cũng dễ giáo hóa, mà có những người rất là ngang bướng, khó dạy bảo. Thì trong cái bài kinh này, Tôn giả Mục Kiên Liên đã nói rõ ra những cái hạng người nào dễ dạy bảo và những cái hạng người nào là những người khó dạy bảo, để cho những cái vị học tập, những cái vị mà đệ tử sẽ nhìn nhận lại chính mình, xem mình là cái người dễ dạy bảo hay là cái người khó dạy bảo. Thì ở đây Tôn giả dạy rằng cái người đã bị, khi mà được khiển trách, khi bị nhắc nhở thì đã chỉ trích lại những cái người đã chỉ lỗi cho mình, hay là một cái người được chỉ lỗi thì vị đấy lại trở lại chất vấn lại cái người đã chỉ lỗi cho mình, hay là một cái người đã được chỉ lỗi thì vị ấy lại tránh né sang một vấn đề khác và trả lời ra ngoài vấn đề, tức là vị đó muốn chối bỏ cái lỗi lầm của mình, không chịu thừa nhận, không có tiếp nhận cái lời giáo dục đó. Hay là có những cái vị được chỉ lỗi thì vị đó lại trở nên phẫn nộ, sân hận, bất mãn với cái vị mà đã chỉ lỗi cho mình, hoặc là cái vị người chỉ lỗi đó thì cái vị bị chỉ lỗi đó đã không giải thích vấn đề, tức là cái vị đó có thể trở nên bất mãn và không nghe theo cái lời dạy bảo đó, thì đó sẽ là một cái người khó giáo huấn, khó dạy bảo. Vậy cho nên là trong cái bài kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng là nếu được người hiền trí khiển trách và chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Tức là nếu như một cái người nào mà có cái tâm tầm cầu học đạo, một cái người muốn có cái sự tiến hóa, muốn có cái sự lợi ích,
cho chính bản thân mình. Thì khi được cái người khác chỉ những cái nỗi lầm cho mình, thì cái người đấy sẽ phải tri ân vô cùng tha thiết, biết ơn những cái người đã chỉ lỗi cho mình. Và cái vị đó sẽ khi được chỉ lỗi thì luôn luôn phải có những cái lời cảm ơn, tri ân đến hiện giả đã chỉ lỗi cho tôi, mong rằng tôi sẽ luôn luôn được hiện giả chỉ cho tôi những cái nỗi lầm như thế, hay là xin tri ân tôn giả đã chỉ những cái lỗi cho tôi sẽ luôn mong muốn là được tôn giả luôn luôn thường xuyên chỉ cho những cái nỗi lầm. Thì đấy là một cái người đấy sẽ là một cái người có sự tiến hóa, cái người đấy sẽ có được nhiều lợi ích, và cái người đấy sẽ trở thành những cái bậc thầy ở trong tương lai. Còn những cái người luôn luôn tránh né, luôn luôn chất vấn, luôn luôn chỉ trích, luôn luôn chống đối lại những cái người khiển trách và chỉ lỗi cho mình, thì cái người đấy, cái vị đấy sẽ không thể trở thành những cái bậc đạo sư, những cái vị thầy, những cái vị có thể dẫn dắt được những cái người học trò trong tương lai. Tức là người đấy không thừa kế, không truyền chỉ lại giáo pháp được. Hay là cái người mà có thể truyền chỉ được lại giáo pháp là cái người luôn luôn biết nhận lỗi, luôn luôn biết sửa lỗi, luôn luôn biết tri ân và thân cận những cái người sửa lỗi cho mình. Còn những người không chấp nhận thì người ta luôn luôn tránh né. Thấy ai chỉ lỗi là lần sau không dám đến gần nữa, phải tránh xa những cái người chỉ lỗi cho mình. Và những cái ai là cái người có cái tánh phóng dật, ham chơi như mình thì sẽ thân cận những cái người đấy, thì dần dần thì người đấy sẽ bị thối nuôi, sẽ bị thối đoạn và sẽ không có phát triển được ở trong giáo pháp. Đấy là những cái người khó dạy bảo, và có những cái tâm tánh của người khó dạy bảo nữa, thì đó là một cái hiền giả lại nữa, tỳ kheo có cái tánh hư ngụy não hại, hư ngụy não hại, tật đố san tham, thì đó lại là người có dạy bảo. Hư ngụy ở đây là một cái người có cái sự ngụy tạo giả dối, tức là mình không có trí tuệ nhưng mà luôn luôn thể hiện mình người có trí tuệ, mình người không có giới đức nhưng mà luôn luôn thể hiện là mình người có đạo đức. Tức là một cái người đấy là cái người đạo đức giả, tức là cái người đạo đức giả, mình không làm nhưng mà mình muốn cướp công của người khác để cho giống như là cái việc đấy mình cứ tỏ ra như là mình là cái người làm ấy. Thì cái thời Đức Phật có ngài Kassapa, tôn giả Kassapa có hai vị đệ tử. Thì một cái vị rất là chăm chỉ siêng năng làm tất cả các công việc, khi vị thầy ngồi thiền ở trong thất thì cái vị đệ tử đó đi nấu nước, cái quét dọn và làm tất cả những cái công việc. Khi mà người thầy ra thì một cái người đệ tử rất là lười biếng, nhưng mà khi thấy người thầy ra thì bắt đầu giả vờ mình đi làm, giả vờ cầm cái chổi quét giống như là ta vừa làm việc này, xong là rồi là cái vị đệ tử kia nấu nước rồi vị đó sẽ giả vờ như là mình vừa mới nấu nước xong này mời thầy đi tắm. Thì đấy là cái tánh hư ngụy, tức là giả dối, không có chân thật. Thì cái vị đệ tử đấy sau này đã không có tu tập được ở trong giáo pháp, rồi cái vị đệ tử đó đi vào trong làng để nói dối với người Phật tử là thầy chúng tôi bị ốm cần phải ăn những cái món ăn ngon. Thế là những cái người Phật tử đã dâng lên những cái món ăn ngon thì cái vị đệ tử này lại đem vào trong rừng mình ăn và không mang về cho vị thầy. Thế là hôm sau tôn giả Kassapa đi vào trong làng, thì cái người thí chủ đó mới nói là nghe nói thầy ốm qua đệ tử đến đây và chúng con đã dâng cúng dường những cái vật như thế. Thì cái tôn giả Kassapa không nói gì, nhưng khi về nói lên những cái lời mắng chửi cái vị đệ tử này, thì cái vị đệ tử này nhân vì bị thầy mắng chửi thì hiềm hận, chờ cho thầy đi vắng rồi châm lửa đốt chòi đá, đập phá hết các đồ đạc của thầy, sau đó bỏ đi. Thì đấy là những cái người đệ tử có cái tánh hư ngụy, sẽ là một cái người bất thiện, sẽ là một cái người ác. Và cái người đó thân cận, nếu mà cái người thầy tiếp nhận độ những cái người đệ tử đấy, sẽ bị những cái người đệ tử đó sẽ phá hoại, sẽ phản bội, sẽ làm những cái việc ác, sẽ làm những cái việc có tổn hại và cái thầy trò sinh đau ăn trái. Thì đấy là một cái người gọi là người hư ngụy, một cái người giả dối như vậy, sẽ là một cái người không giáo huấn, không dạy bảo được, không có tiến hóa được ở trong pháp luật này. Và một cái người có cái tánh não hại, não hại tức là có nhiều cái ác ý, giống như là cái vị đấy hay có cái tâm, từ cái tâm sân hận và sinh ra cái tâm là ác ý, muốn làm hại người này, làm hại người kia, thì đấy được gọi là tâm não hại.
Nên là một cái người khi mình ngồi thiền, nó có những cái gọi là dục tầm, sân tầm, hại tầm, tức là ba cái tâm bất thiện. Có những người khi ngồi nó cứ tâm nó cứ khởi lên cái lòng tham dục, đấy là cái người đấy nó có tham dục. Có người ngồi nó cứ khởi lên cái sân hận, bực bội chuyện này chuyện kia. Có những người khi ngồi thiền nó cứ khởi lên cái ác ý, tức là mình cứ nghĩ đến cái chuyện giống như là mình nghĩ đến những người nào đó đã làm hại mình, đang làm hại mình hay sẽ làm hại mình, rồi cứ nghĩ đến cái chuyện là phải làm hại lại người đó như kiểu là để trả thù. Thì đấy được gọi là tâm não hại, hay là còn gọi là một cái tâm ác ý. Thì đấy là một cái người không tiến hóa được trong giáo pháp. San tham, tật đố. Tật đố ở đây là ghen tị. Tức là nếu như cái người nào mà có cái tánh ghen tị, thấy người khác thành công, mình luôn luôn có cái sự ghen tị, tức tực bực với cái người đấy, hay là làm cách này cách kia để dìm dập, để chống phá, để nói xấu, để công kích, để phá hoại người đó, đấy được gọi là ghen tị. Và san tham là bòn sẻ, tức là bòn sẻ là khi mà mình thấy mình có cái lợi ích gì, mình chỉ muốn giữ riêng cho riêng mình không muốn người khác được lợi ích như mình không muốn chia sẻ những cái điều lợi lạc của mình, thì đấy được gọi là san tham. San tham về chỗ ở, san tham về thân bằng quyến thuộc, san tham về tài sản, san tham về nội dưỡng, về san tham pháp. Có những người có cái tánh là san tham giáo pháp, tức là mình học pháp, mình thấy pháp nó có lợi lạc, nhưng mình lại không muốn người khác tiến bộ, không muốn cho người khác cũng được lợi lạc như mình, thì đấy được gọi là san tham. Một vị tỳ kheo nửa đảo, nường gạt, ngoan mê quá mạng, thì sẽ không có thể giáo hóa được. Nửa đảo tức là hay đi lừa dối, nửa dối người khác để đạt được cái lợi ích cho mình. Ngoan mê tức là ngoan cố, mê muội, không chịu của, tức là vào những cái pháp tà pháp, không chịu buông bỏ những cái tà pháp thì không thể tiếp thu được chánh pháp. Quá mạng tức là một cái người có cái tâm ngã mạn quá lớn, cái tâm ngã mạn như là mình không có bằng người khác nhưng mình cứ nghĩ là mình phải hơn người khác, thì đấy là gọi là ngã mạn. Tức là người ngã mạn là cái người hay chê những cái bậc có trí tuệ, có đạo đức, những cái bậc thượng nhân, những cái bậc có những cái người người ta làm được những cái việc lớn, mình không làm được nhưng mà mình đã luôn tỏ ra là coi thường và chê bai, chỉ trích, muốn chống phá. Hay là cái người quá mạn là cứ nghĩ là mình hơn người đó, mình hơn người này người kia, hay là cái người đấy còn là phàm phu nhưng mà cứ nghĩ là mình là một bậc thánh nhân, thì đấy được gọi là những người quá mạn, người ngạo mạn. Thì những người ngạo mạn này sẽ không tiếp thu những cái sự chỉ giáo, những cái sự chỉ dạy của người khác, vì họ nghĩ rằng mình không ai bằng mình cả, và người ta luôn luôn đi tìm những cái lỗi lầm của người khác để người ta chê bai, chỉ trích người đó, để nghĩ rằng mình là hơn người, thì đấy là cái người sẽ không tiến bộ. Hay là một cái người gọi là nhiễm tục, mà một tỳ kheo nhiễm tục và có cái tánh khó buông xả. Nhiễm thế tục ở đây là nhiễm những cái thói hư tật xấu ở thế gian. Ví dụ như là một cái người đấy còn có cái tánh cờ bạc, rượu chè, chơi bời, năng nhăng ở ngoài đời. Tức là có rất là nhiều những cái thói hư tật xấu ở ngoài đời mà chưa bỏ được, thì sẽ không có thể học đạo thánh hiền được, không có thể tu tập những cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh được. Vậy thì cái người đấy phải là cái người nhàm chán những cái thế tục, và không có đắm nhiễm những cái thói hư tật xấu, những cái tệ nạn ở thế gian. Thì ví dụ cái người mà đang nghiện ma túy chẳng hạn, hay là cái người đấy còn thích những cái trò chơi cờ bạc rượu chè đấy, thì cái người đấy dù Đức Phật có xuất hiện ở trên đời, có giáo hóa thì cũng không giáo hóa được. Cũng chỉ nói đến là thời bây giờ thì càng không thể giáo hóa được. Và một người có tánh khó buông xả, tức là một cái người mà có cái tánh, có một cái tánh gì đó rất là khó buông xả. Ví dụ như mình có một cái chuyện gì đó buồn phiền mà nó đã qua rất là lâu rồi, nhưng mà mình vẫn cứ giữ cái sự ưu phiền đó ở trong lòng, mình không sao buông xả được, thì cái người đấy cũng sẽ không tiến bộ được. Ở trong giáo pháp vậy thì mình phải tập, mình có được cái tâm buông xả cao. Ví dụ như là có cái tâm sân hận, ví dụ ai đó mà nói một cái lời gì đó xúc phạm cho mình, có thể mình sẽ sân hận bực bội trong cái lúc đấy, nhưng với một cái người tánh dễ buông xả thì chỉ một thời gian ngắn sau người ta đã buông xả được rồi, người ta đã hoan hỉ được rồi, người ta không còn tức tối sân hận nữa. Nhưng cũng có những cái người chỉ một cái lời nói xúc phạm
đến cái danh dự của mình hay là đụng chạm đến cái lòng tự ái của mình, người đó có thể sẽ hiềm hận, sẽ ghim giữ, sẽ gìn giữ cái lời nói đấy ở trong lòng, sẽ tức giận, sẽ sân hận với người đó trong một thời gian rất lâu, có thể trải qua cả tháng, cả năm, cả nhiều năm người ta chưa buông được một cái nỗi của người khác. Hay là tất cả những cái khác cũng thế, đôi khi cái người này có những cái lợi ích rất nhỏ mà người ta cũng không buông xả được. Người ta sẽ không buông xả được, như là có những cái người thì có cái sự dính mắc với lại vợ con, với tài sản, với nhà cửa, với thân bằng quyến thuộc, với những cái danh dự sự nghiệp. Những cái người có rất nhiều ở trên đời, mỗi người có những cái sự dính mắc, tức là có những cái sự dính mắc rất là cao. Vì vậy cho nên khi nó có những cái chuyện không như ý xảy ra, tức là nó có những chuyện trái ý nghịch lòng, ví dụ như là có một cái người thân qua đời, thậm chí cái người này sẽ giữ cái sự ưu sầu đó trải qua nhiều tháng, nhiều năm, không thể nào buông xả được, thì cái người đấy sẽ tự làm khổ mình, tự làm khổ người và không thể nào tiếp thu được cái giáo pháp. Hay là khi mình bị mất mát một chút tài sản, hay là mất mát một chút gì đó mà mình sẽ cảm thấy chán nản, tiêu cực, chán đời, bất mãn và không còn cái tâm trí nào để mà sống trên đời, thì cái người đấy cũng sẽ là cái người rất khó có thể tiếp thu được giáo pháp. Vậy nên là những tôn giả Mục Kiền Liên giải tiếp rằng: chư hiền, nếu tỷ kheo không thỉnh nguyện, mong rằng chư tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được tôn giả giáo huấn dạy bảo, và nếu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những đức tính khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận, khi được nghe giảng dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỷ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo huấn, đáng được dạy bảo, nghĩ rằng nên đặt niềm tin vào người ấy. Chư hiền, thế nào là những đức tính khiến người ấy trở thành dễ nói? Nên là tôn giả Mục Kiền Liên lại nói đến một cái hạng người thứ hai, đó là cái người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa. Nếu như cái người này có những cái đức tính của một người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa, thì cho dù vị đó không có nói nên cái lời, tức là không thỉnh cầu, không thỉnh nguyện, không nói rằng mong rằng thầy hãy chỉ dạy cho tôi, mong rằng tôn giả hiền giả hãy giáo huấn tôi, hãy dạy bảo tôi, thì những cái vị thiện tri thức, những cái vị thầy đấy, những cái vị trưởng não đấy cũng sẽ sẵn sàng dạy bảo cái vị đó, cho dù vị đó không thỉnh mời, không thỉnh nguyện, thì những cái vị thiện tri thức cũng có thể tìm đến để dạy bảo, cũng có thể đến thân cận và có thể chủ động sẽ sách tấn, sẽ giảng dạy, sẽ dạy bảo cho những cái vị có những cái đức tính của một cái người dễ dạy bảo. Thì cái người, những cái đức tính của một người dễ dạy bảo đó là một cái người chư hiền ở đây tỷ kheo không có ác dục, không bị ác dục chi phối. Như vậy là một đức tính khiến cho người ấy trở thành dễ nói. Thế là cái đức tính thứ nhất là cái người đó không có những cái ác dục lớn như thế. Và chư hiền tỷ kheo là một cái người không khen mình chê người. Tỷ kheo không khen mình chê người sẽ là người dễ giáo huấn, dễ dạy bảo, dễ nói. Tỷ hiền tỷ kheo không có phẫn nộ. Người không có phẫn nộ thì sẽ là người dễ nói, dễ dạy bảo. Vị ấy là người không có cố chấp, không có chống đối lại cái người đã khiển trách mình, không có chỉ trích, không có chất vấn, không có bất mãn, và vị đó sẽ giải thích lại. Nếu như cái vị đó bị chỉ trích oan, bị khiển trách oan thì vị đó sẽ giải thích lại. Còn có những người khi mà người ta thấy rằng mình bị khiển trách không đúng, bị khiển trách oan, thì còn người ta có thể người ta bất mãn, người ta sẽ tránh mặt, người ta sẽ giận hờn với những người đã khiển trách, đã chỉ trích, đã chỉ lỗi cho cái người đó. Và còn cái người mà có cái tánh nó thuần thành thì cái vị đó sẵn sàng giải thích lại cái lý do, cái nguyên nhân tại sao mình phạm vào những cái lỗi lầm đấy. Thế là cái người như vậy sẽ là một cái người dễ dạy bảo, dễ nói. Vậy thì cái những cái sẽ có những cái người dễ dạy bảo, dễ nói, dễ giáo hóa, dễ giáo huấn như vậy, thì cái người đấy là một cái người không có hư ngụy, là một cái người không có lừa dối,
thì sẽ là một cái người dễ nói, một cái người không có não hại, tức là không có cái ác ý, mà cái người đấy có thể là một cái người có cái tình thương, tức là một cái người có ác ý là một cái người sống thiếu tình, thiếu cái tình thương. Còn cái người mà không có ác ý thì cái người đấy dễ dàng có được cái tình thương. Cái người mà không có cái sự tật đố, tức là không có cái tâm ghen tị với người khác, thì cái người đấy có thể sẽ là một cái người dễ hoan hỉ, dễ tùy hỉ với những cái sự thành tựu của người khác. Cái người không có san tham, người không có san tham là cái người hào phóng, cái người sẵn sàng chia sẻ những cái lợi ích của mình với những cái người chưa được bằng mình, những người còn còn những cái sự khó khăn thiếu thốn. Cái người không lừa đảo, tức là cái người đấy là cái người sống với hạnh chân thật, cái người không có phóng dật, không có cố chấp ngoan mê, người cũng không có ngã mạn, là cái người đấy là cái người khiêm tốn, dễ dạy bảo, người không có nhiễm thế tục. Người không nhiễm thế tục là cái người không có những cái thói hư tật xấu ở thế gian, và cái người đấy có cái tâm dễ buông xả. Thì những cái người như vậy sẽ là những cái người dễ dạy bảo, dễ giáo hóa, dễ giáo dục, dễ giáo huấn. Thì những cái người này dù không đưa ra cái lời thỉnh mời rằng tôn giả hãy giáo dạy bảo tôi, giáo huấn tôi, nhưng mà những bậc trưởng lão, những bậc thiện tri thức có thể sẽ vẫn để tâm, sẽ vẫn giáo dục, sẽ vẫn giáo hóa, sẽ vẫn dẫn dắt cho những cái người có những cái đặc tính của một cái người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa này. Và cái người đấy sẽ là một cái người có cái sự lợi ích, có được cái sự tiến hóa, có được cái sự an vui ở trong giáo pháp, ở cả hiện tại và tương lai. Người đấy sẽ là cái người sẽ thành tựu được những cái pháp thượng nhân, chi kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, sẽ tiếp nhận được những cái pháp từ các bậc thiện tri thức. Và lúc này tôn giả Mục Kiền Liên lại dạy tiếp: chư hiền ở đây tỷ kheo cần phải tư lượng. Tư lượng ở đây có nghĩa là cái sự nhìn nhận, cái sự suy xét này. Lúc này tôn giả Mục Kiền Liên mới nhấn mạnh đến cái sự tư lượng. Tư lượng này, tư lượng tự ngã với tự ngã như sau: người này có ác dục, bị ác dục chi phối nên ta không ưa người ấy, ta không thích người ấy. Và nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối, các người khác không ưa ta, không thích ta. Chư hiền, tỷ kheo biết như vậy, cần phải phát tâm như sau: ta sẽ không có ác dục, ta sẽ không bị ác dục chi phối. Đấy là một cái mà mình cần phải tư lượng. Tư lượng ở đây là khi mà mình nhìn vào, nhận vào cái người khác, một cái người khác mà có cái tánh ác dục, tức là cái người đấy say sưa hưởng dục trên cái sự bất thiện, hưởng dục bằng cái sự sát sinh, hưởng dục bằng cái mong cầu mình trộm cắp, hay là tạm dâm nói dối, hay là ngày xưa nghiện ngập, hay là cái sự giả dối để mà đạt được những cái mà mình mong cầu. Cái dục ở đây là ước mong cầu, ước muốn, những cái điều mà mình mong muốn, mong cầu ấy, hay là hưởng thụ những cái pháp hạ nhiệt ở thế gian, những cái pháp chạy theo cái lòng tham ái, tham dục. Vì tham ái, vì tham dục mà làm những cái việc xấu, những cái việc tội lỗi, thì đấy được gọi là ác dục. Nhưng cái người nào ác dục thì sẽ bị chê bai, sẽ bị chỉ trích. Cái người đấy sẽ bị người khác coi là ác nhân, là cái người xấu, là cái người bất thiện ở trên đời. Thì cái người một cái người trí tuệ, một cái người có trí thức cần phải tư lượng, tức là cần phải nhìn nhận, cần phải suy xét là cái người kia do cái người đấy có ác dục, cho nên ta không vui, không thích, ta không ưa thích người ấy. Vậy ta phải là một cái người không có ác dục, ta sẽ không bị ác dục chi phối. Thì đấy là cái sự tư lượng là như thế. Tư lượng khi mình nhìn nhận như vậy rồi sẽ tự mình sẽ sinh ra cái tâm biết sợ hãi những cái nỗi nầm đấy, biết hổ thẹn những cái nỗi nầm đấy, và tránh xa những cái nỗi nầm đấy do mình biết tư lượng, do mình biết suy xét, do mình biết nhìn nhận như vậy. Và cái vị đấy cần phải tư lượng như sau: người này có cái tánh khen mình chê người, do có cái tánh khen mình chê người cho nên ta không ưa, không thích cái người đó. Nếu như ta mà có cái tánh khen mình chê người thì những người khác cũng sẽ không ưa, không thích ta. Vì vậy ta phải là một cái người không khen mình chê người. Nhưng bây giờ các vị mà tiếp xúc với ai mà người ta cứ khen bản thân họ, cảm thấy cái người này rất là khó chịu. Và khi mình nói chuyện với ai cũng thế, người ta cứ chỉ muốn
gợi ý cho người khác khen mình, rồi là khi mà có người khác gợi ý thì người đó sẽ tự tâng bốc mình, tự ca ngợi mình, tự khen mình, thì người đó không phải là cái người đạo đức, người đó không phải là cái người chân nhân, người đó sẽ là một cái người sống ảo tưởng, người sống khoác loa. Cái người đấy sẽ không có những cái đạo lý, không có những cái pháp thượng nhân, không có những cái pháp chân chánh, không có những cái pháp cao quý và không đáng để mình học hỏi, để mình cung kính, để mình thân cận, để mình học, vì cái vị đó là một cái người sống rất là ngã mạn, kiêu căng, thì nó đi ngược lại với này, những cái giáo pháp cao thượng. Thì đấy là cái người khen mình chê người, thì những cái người trí thức sẽ nhận ra đây là một cái người xấu. Thì cái người đó cần phải tư lượng như thế, cần nhận định như thế, cần suy xét như thế. Nếu như mình có cái tánh khen mình chê người thì bây giờ mình cần phải bỏ, mình gọi bỏ cái tánh khen mình chê người đó, mà mình hãy nên tán thán những cái người đáng được tán thán. Nên là thường ta thường ca ngợi Đức Phật, tán thán Đức Phật, vì Đức Phật có vô số những cái đức tánh cao thượng đáng để mà tán thán. Mà mình cần phải có cái sự khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi những cái pháp từ những cái bậc có những cái bậc thiện tri thức. Thì đấy là cái người đó, là cái người không khen mình trên người, mình cần phải tư lượng như thế. Rồi tôn giả dạy là tư hiền, nếu một cái tỳ kheo cần phải tư lượng như sau: vì cái người này là một cái người phẫn nộ cho nên ta không ưa không thích người đó. Nếu ta là người phẫn nộ thì những người khác cũng sẽ không ưa không thích ta, vì vậy ta hãy là người không phẫn nộ. Đấy là một cái pháp mình cần phải tư lượng. Thế mà cái người mà sân hận thì đương nhiên là trên đời này không ai muốn thân cận với một người không, một người có tánh sân hận. Lúc nào mình cũng phải muốn là cái người đấy phải là cái người hiền hòa, phải là một cái người có cái tình cảm, có cái tình thương, cái người đó phải là cái người hoan hỉ thì mình mới muốn thân cận, mình mới muốn kết bạn giao du, mình mới muốn học hỏi. Nếu như cái người đó là người thân cận, mình luôn luôn có cái sự đề phòng, có sự lo lắng, bất an, sợ hãi, vậy thì mình biết là những cái người đấy là người sân hận thì mình không ưa không thích. Vậy mình là người sân hận, mọi người khác cũng sẽ không ưa không thích mình. Vì vậy cho nên mình cần phải nhận định như thế, suy xét như thế, tư lượng như thế, để mình luôn luôn nhắc thức tỉnh mình, nhắc nhở mình hãy từ bỏ sân hận, hãy là người không sân hận. Như vậy là một cái người có cái tánh hiểm hận, có nói ra những cái lời phẫn nộ, có những cái tánh cố chấp, thì những người khác cũng mình không ưa không thích những người đấy, thì mình mà có những cái tánh hiểm hận, phẫn nộ, nói ra những cái lời phẫn nộ, người khác cũng không ưa không thích mình, thì mình cần phải nhắc nhở, suy xét rằng ta sẽ là cái người không hiểm hận, ta là người không nói ra những lời phẫn nộ, ta sẽ là cái người không có cái sự cố chấp. Và cũng như vậy với một cái người khi mà được chỉ lỗi thì lại chống đối lại những cái người đã chỉ lỗi cho mình, cho nên là cái người ấy ta không ưa không thích. Nếu ta mà những cái lại chống đối lại những cái người chỉ lỗi cho mình thì những người chỉ lỗi ấy cũng sẽ không ưa thích mình, những người khác cũng sẽ không ưa không thích mình, nói rằng cái người này có lỗi mà không nhận lỗi, cái người này không có sửa đổi những cái thói hư tật xấu, cái người này không có giáo hóa, không dạy bảo được, thì người khác thì về sau đó người ta sẽ không ai dám chỉ dạy mình nữa, người ta không dám dạy bảo cho mình, thì mình sẽ không tiến hóa được, không tiến bộ được ở trong giáo pháp này nữa. Vậy thì cái người đấy cần phải tư lượng như thế, nhận định như thế, và nếu như có ai chỉ lỗi cho mình thì mình cần phải hoan hỉ nhận lỗi và mình sẽ sửa đổi những cái lỗi ấy. Những cái người đó nếu mà cái người đó là bất mãn, là tránh né, chống đối, chỉ trích lại cái người chỉ lỗi cho mình thì mình không ưa không thích người ấy, vì vậy mình sẽ là người không chống đối, không tránh né, không bất mãn, và mình sẽ giải thích những cái vấn đề đó. Chư hiền, nếu như một cái người hư ngụy, tức là một cái người giả dối, não hại, tật đố, san tham, nửa đảo, nửa gạt, ngoan mê, ngã mạn, nhiễm thế tục, không hành xả, thì những cái người đấy sẽ làm cho mình không ưa không thích. Vì vậy cho nên là vị đấy cần phải tư lượng rằng ta sẽ là một cái người không hư ngụy, không não hại, không tật đố, không san tham, không lừa đảo, không lường gạt, không ngoan mê, không ngã mạn, không nhiễm thế tục và dễ dàng buông xả. Đấy là vị tỳ kheo cần phải tư lượng như thế, là cái pháp tư lượng. Và đến một cái đoạn nữa, Tôn giả Mục Kiền Liên dạy:
Chư hiền ở đây tỳ kheo cần phải quan sát với tự ngã như sau. Đấy là đến bây giờ là một cái sự quan sát, một cái sự tư lượng. Lúc trước là mình cần nhìn vào người khác, rồi sau đó mình soi lại mình, nhìn lại những cái tánh xấu người khác, mình soi mình xem mình có những cái tánh đấy không. Mình có thì mình cần phải buông bỏ. Thì bây giờ mình lại là một cái người nhìn nhận vào chính mình, hoặc là mình chỉ cần nhìn vào mình. Có thể là mình không thấy những cái người đó, mình không thấy những cái người khác có ác dục, có cái khen mình trên người, có sân hận, hiềm hận. Thì cái người đấy cần tự nhìn nhận lại trong chính mình. Tự nhìn nhận lại trong chính mình thì Tôn giả Mục Kiên Liên dạy là chư hiền tỳ kheo cần phải quan sát tự ngã với tự ngã, không biết rằng ta có ác dục, ta có bị ác dục chi phối không. Nếu tỳ kheo quan sát và biết rằng ta có ác dục, ta bị ác dục chi phối, thì tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác dục, các bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo quan sát và biết rằng ta không có ác dục, ta không bị ác dục chi phối, thì tỳ kheo ấy phải sống với tâm hoan hỷ, ngày đêm tu học các thiện pháp. Thế là có thể tự mình nhìn vào chính mình, mình có thể không cần nhìn sang người khác, tự mình nhìn vào trong mình là xem mình có những cái ác dục không, mình có những cái tham dục với đẩy cái sung mãn, và mình có cái tâm đạt được những cái dục này bằng những cái pháp bất thiện, bằng những cái hành động bất thiện, bằng những lời nói bất thiện không. Thế nếu như mình có ác dục đấy, mình phải biết ác dục đấy vui ít khổ nhiều, não chiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, mình cần phải tinh tấn, cần phải đoạn trừ những cái ác dục đấy. Thế những cái tham dục đấy nó cần đoạn trừ bằng những cái pháp tu tập để đối trị nó, quán những cái pháp tử thi, quán những cái sự chết, quán những cái xác chết, quán sự vô thường khổ vô ngã, để mà nhàm chán, để ni tham, để mà đoạn diệt, để mà từ bỏ những cái ác dục, những cái tham dục đấy đi, thì cái con đường tu tập giới định tuệ nó sẽ đối trị với những cái tham dục đó. Thì mình cần học đạo tu tâm nhiều thì tham dục nó sẽ bớt đi, nó sẽ vơi đi, nó sẽ đoạn trừ được đi. Còn nếu mình lười biếng, mình sống buông nung, sống phóng túng, chạy theo những cái dục lạc ở thế gian thì tham dục nó sẽ tăng trưởng lên. Một cái người luôn luôn nhìn nhận đến cái sự nguy hiểm của tham dục, rồi vị ấy cần xuất ly khỏi cái tham dục đó, thì đó là nhìn vào chính mình, tư lượng lại mình để tránh xa tham dục. Rồi vị ấy cần phải tư lượng lại mình, quan sát tự ngã của mình như sau: không biết ta có cái tánh khen mình chê người không. Nếu ta có cái tánh khen mình chê người, ta cần đoạn trừ cái tâm khen mình chê người này. Còn nếu như ta khi mà tư lượng như thế, quan sát như thế, mình thấy rằng ta không có cái tánh khen mình chê người, thì mình cần phải hoan hỷ và ngày đêm tu tập các thiện pháp. Đấy là cái pháp thứ hai, tự mình nhìn nhận lại xem là hàng ngày mình có hay khen mình không, hay ngợi khen mình không, có thích người khác khen mình không. Nếu một cái người mình còn thích người khác khen mình thì mình cũng sẽ hay khen mình. Còn những người không ưa nịnh, không thích nịnh bợ, không thích nịnh hót, người đấy sẽ không có cái tâm thích khen mình, thích chê người. Thì cái người đấy sẽ nếu có thì mình sẽ từ bỏ, không sao hết. Bởi vì là sống ở trên đời mình nhiễm những cái thế tục nó rất là lớn, từ nhiều đời nhiều kiếp, có những cái thói hư tật xấu nó đã được tích lũy từ muôn ngàn những cái kiếp quá khứ đến bây giờ. Và cái người học được đạo, học gặp được giáo pháp, nó giống như người đang đi ở trong bóng tối mà gặp ánh sáng. Thì do cái ánh sáng của giáo pháp này mới soi sáng ra cho mình thấy được, nhìn thấy được cái con đường mình đi nó có những cái chỗ nào nó trông gai thì mình cần phải tránh xa nó, cái chỗ nào là cái con đường an toàn thì mình đi trên cái con đường đó, con đường nguy hiểm thì mình tránh xa. Như vậy thì vì ở trong tâm tối vô minh cho nên người ta có rất là nhiều những cái bệnh về tâm hay là những cái thói hư tật xấu đó. Và bây giờ nhờ có Phật pháp soi tỏ, nhờ có cái ánh sáng của Phật pháp giống như ánh sáng mặt trăng mặt trời vậy, soi xuống nhân gian mình mới thấy rõ cái vật gì tốt, cái việc gì xấu. Cái giáo pháp của Đức Phật soi vào trong tâm tánh của mình, mình biết được là cái tâm nào là tánh, nào tánh tốt, cái nào là tánh xấu. Mình, trong cái con đường tu đạo, học đạo, hành đạo là để mình đoạn trừ những cái tánh xấu và để mình phát triển cái tánh tốt lên. Thì đấy là mình cần tư lượng lại, là soi lại chính mình. Do mình học Phật pháp mình mới biết được là khen mình chê người là xấu. Còn bình thường ở ngoài đời người ta đâu biết như thế. Người không học Phật pháp thì người ta chỉ biết cái pháp đời, người ta cứ nghĩ là khen mình cũng là tốt, đâu có gì xấu. Nhưng Đức Phật không dạy thế. Đức Phật dạy người khen mình là người là tiểu nhân, là người hống hách, là người ngã mạn, là người vô đạo đức. Người có đạo đức phải là cái người khiêm tốn, phải là cái người khiêm hạ, phải tán thán những cái bậc thượng nhân. Chứ cái người đấy không phải là cái người khen mình chê người.
vậy cái người đấy sẽ cần phải bỏ đi. Còn mình cần phải tư lường rằng không biết ta có phẫn nộ, ta có bị phẫn nộ chi phối không. Nếu ta có cái tâm sân hận phẫn nộ này thì ta cần phải đoạn trừ nó. Còn nếu như khi tư lượng, khi suy xét, nhìn nhận như thế, biết rằng ta không có phẫn nộ, sân hận, thì mình hãy hoan hỷ và ngày đêm tu học các thiện pháp. Cũng như vậy, tất cả những cái pháp bất thiện khác, khi mình soi lại mình, ta có chống đối lại những cái người khiển trách và chỉ những nỗi lầm cho ta, giáo huấn dạy bảo ta không? Nếu ta là một cái người hay chống đối, hay chỉ trích, hay khiển trách, hay bất mãn với những người chống giáo huấn ta, dạy bảo ta chỉ và chỉ những cái nỗi lầm cho ta, thì đó sẽ là những cái điều xấu. Ta cần phải từ bỏ những cái điều xấu đó, mà mình cần phải tiếp nhận khi những cái người khác chỉ lỗi, những người khác giáo huấn, và mình sẽ sẵn sàng tiếp nhận và sửa đổi những cái nỗi lầm của mình, sẵn sàng sám hối những cái nỗi lầm của mình, sẵn sàng từ bỏ những cái nỗi lầm của mình để thay đổi mình, để trở thành người tốt hơn, để trở thành cái người hoàn hảo hơn, hoàn thiện hơn, ít nỗi lầm hơn. Thì những cái bậc thiện tri thức sẽ thân cận, sẽ tiếp tục chỉ dạy cho mình nhiều những cái pháp cao thượng hơn. Vị đấy cần phải tư lường lại rằng không biết ta có cái tánh hư ngụy não hại, tật đố san tham, nửa đảo dối gạt, ngoan mê ngã mạn, nhiễm tục và tánh khó buông xả không. Nếu mà ta có những tánh ấy, ta cần phải nỗ lực để mà đoạn trừ những cái tánh hư ngụy não hại, tật đố san tham, nửa đảo nường gạt, quan mê ngã mạn, nhiễm thế tục và có buông xả ấy. Nếu như ta không có những cái tánh ấy thì vị ấy hãy sống với cái tâm hoan hỷ và ngày đêm tu tập các thiện pháp. Đấy là những cái pháp tư lường lại như thế, là nhìn nhận lại, soi xét lại, quán chiếu lại xem mình có những cái tánh bất thiện đấy không. Có thì phải cố gắng nhận ra những cái tánh bất thiện đấy, giống như là một cái người có bệnh mà người ta biết mình có bệnh, người ta đi khám bệnh, người ta biết rằng mình có những cái bệnh này, những cái bệnh này cần phải đoạn trừ nó đi, những cái bệnh này cần phải dùng cái thuốc này để chữa trị, những cái bệnh này cần phải mổ xẻ nó này, cắt dứt nó đi, những cái bệnh này cần phải kiêng tránh nó để nó sẽ khỏi. Thì những cái người có những cái bệnh về tâm thì mỗi có những người có nhiều, có người có ít, đó là chính là những cái tâm tâm não hại đó, những cái tâm tham tham tật đố, tham sân si đó. Thì bây giờ mình cần phải nhìn nhận ra những cái tâm tánh đó và mình cần phải dứt bỏ, cần phải buông bỏ, cần phải buông xả nó đi. Thì dần dần cái tâm nó mới trở nên thanh tịnh, cái tâm nó mới, cái trí tuệ nó mới sinh khởi. Giống như là mình tẩy trừ những cái cấu uế, một cái người mà có cái áo, cái quần của mình mặc, mình thấy có những cái ô uế, có những cái vết nhơ, mình cần phải giặt, gột rửa nó đi thì nó sẽ hết vết nhơ. Nhưng một cái người mù, người ta mặc quần áo dù có nhơ đến đâu người ta không thấy. Cái người có mắt nó sẽ khác với một cái người không có mắt. Cái người không có mắt thì người ta mặc những cái áo rất là ô uế, rất là nhơ nhuốc, người ta không thấy gì cả, người ta cứ mặc cái thản nhiên, người ta tưởng đẹp lắm. Nhưng một ngày nào đó người ta mở mắt, người ta sáng mắt ra, người ta mới nhìn được áo của mình nó ô uế, nó nhiễm ô, mình cần phải tẩy rửa nó. Cũng vậy, một cái người vô minh, một cái người phàm phu, một cái người ngu si ở trên đời, người ta không nhìn thấy cái nỗi của mình, người ta thấy ác dục và người ta nghĩ rằng ác dục này là đáng để hưởng thụ, cũng giống như một con giòi sống ở trong xác chết, nó không thấy xác chết này là ô uế mà nó nghĩ rằng xác chết này là thanh tịnh, là cao quý, là đáng để ưa chuộng. Sân hận hay là não hại tật đố san tham, hư ngụy giả dối, nường gạt, thì tất cả những cái đấy với một cái người vô minh, với một cái người phàm tục, thì người ta không cho rằng đó là xấu, không cho rằng đó là ô uế, không cho rằng đó là ô nhiễm, bởi vì người ta sống ở trong đấy nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng rồi, nó trở thành truyền thống rồi, nó trở thành cái phong tục, nó trở thành cái tập quán, nó đã trở thành một cái thói quen lâu đời, lâu kiếp, lâu năm rồi, và người ta không muốn từ bỏ, không muốn ra khỏi những cái thói hư tật xấu đấy, thì cái người đấy không tiến bộ, không giáo hóa được. Giống như là dù mình có thương những con giòi ở trong đống phân trong xác thối, mình muốn nó ra thì bắt nó ra, nó lại bò vào, nó không cho chịu ra. Nhưng mà khi mà một cái người có trí tuệ, một cái người học Phật pháp, một cái người thân cận với những bậc thiện tri thức, với giáo pháp của Đức Phật, thì giáo pháp đó như ánh sáng soi đường, như là một cái người đang mù mà sáng mắt nạ, nhìn thấy những cái lỗi lầm của mình, nhìn thấy những cái cấu uế ở trong tâm mình, và cái người đấy có ước muốn, có mong cầu, có cái sự muốn giải thoát khỏi những cấu uế đó, thì cái người đấy mới ngày đêm tinh tấn học và tu tập, học pháp, hành pháp, tu tập các cái giáo pháp của Đức Phật này.
Và trong cái cuối bài kinh này thì Tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng: chư hiền, nếu trong khi quan sát tỳ kheo thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư hiền tỳ kheo trong khi quan sát thấy rõ rằng tất cả các ác bất thiện pháp đó đã được đoạn trừ trong nội tâm, thì chư hiền tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu tập các thiện pháp. Chư hiền ví dụ như một người phụ nữ hay một người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân tánh ưa trang điểm, tự quan sát mặt mày của mình trong một tấm gương sạch sẽ và trong suốt, hay trong một bát nước trong sáng. Nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, người ấy tinh tấn đoạn trừ bụi bặm cấu uế ấy. Nếu người ấy không thấy bụi bặm cấu uế trên mặt mình, thì người ấy hoan hỉ nghĩ rằng: thật sự ta được điều tốt đẹp, thật sự ta được thanh tịnh. Cũng như vậy, chư hiền, nếu trong khi quan sát vị tỳ kheo thấy rằng tất cả các ác bất thiện pháp ấy chưa được đoạn trừ ở nội tâm, thì tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các bất thiện pháp ấy. Chư hiền, nếu tỳ kheo trong khi quan sát thấy rõ các ác bất thiện pháp ấy đã được đoạn trừ, thì tỳ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu tập các thiện pháp. Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Tôn giả Mahamoggallana. Kinh Tư Lượng thứ 15. Đấy là hết cái nội dung của cái bài Kinh Tư Lượng. Đấy là cái bài Kinh Tư Lượng là Đức Phật dạy như thế. Phật dạy là đấy, với những cái người có những cái tâm tánh như vậy, ác dục như vậy, sân hận như vậy, không có thuần thành, không dễ dạy bảo như vậy, thì sẽ là một cái người không có giáo huấn được, không có tiếp thu được giáo pháp. Còn một cái người không có những cái tâm tánh như vậy thì sẽ là người có thể giáo huấn, có thể tiếp thu được giáo pháp. Và một cái người mình cần phải nhìn những cái người khác có những cái tâm tánh đó, rồi mình soi lại mình, rồi mình cần phải từ bỏ, thấy đó mà hổ thẹn, thấy đó mà ghê sợ, mà từ bỏ những cái lỗi lầm đó, hoặc tự mình nhìn vào trong tâm tánh của mình. Khi mà học giáo pháp rồi, mình sẽ hiểu ra và mình sẽ nhìn nhận lại trong tâm tánh mình còn có những cái bất thiện pháp gì, thì mình cần phải gột rửa nó đi. Giống như là một cái người soi gương, thấy trên mặt mình nó có những cái vết nhơ, bụi bặm, thì mình cần phải đi lấy nước để mình tẩy rửa, để mình rửa cho cái khuôn mặt của mình nó trong sáng, nó thanh tịnh, sạch sẽ nè. Cũng như vậy, một cái người tu đạo là cái người nhìn vào trong nội tâm của mình, thấy những cái nội tâm của mình nó còn cấu uế, còn phiền não, thì mình cần phải nỗ lực gột rửa nó. Còn nếu như mình nhìn vào nội tâm của mình trong sáng, thanh tịnh, không có những cái ô nhiễm đấy, không có những cái bất thiện pháp đấy, thì mình hãy hoan hỷ với điều đó, và hãy nỗ lực tinh tấn học tập và tu tập các cái thiện pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn nữa, để mình đi đến cái sự giác ngộ chân lý và giải thoát hoàn toàn khỏi những khổ đau. Đấy là chấm dứt cái bài Kinh Tư Lượng bài thứ 15. Thì bây giờ sư sẽ trả lời các câu hỏi. Ai có câu hỏi thì tấn được. Là con thưa sư ạ, con xin chuyển phần hỏi pháp hình pháp ạ. Con kính bạch sư ạ, hôm nay theo như thống kê đến bây giờ có 68 câu hỏi ạ. Dạ, con xin đọc lần lượt. Dạ, con kính bạch sư ạ. Câu hỏi từ hành giả Thái Nguyên ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi người hiến máu nhân đạo có tạo ra được nhiều công đức mỗi lần hiến máu không ạ? Con xin tri ân ạ. Thưa ạ. Hiến máu nhân đạo tạo ra rất nhiều công đức nhé. Thì những cái mình bố thí nó có ba cái bố thí những vật bên ngoài và bố thí những vật trong thân. Thì bố thí những vật bên ngoài ý, thì nó chỉ là cái pháp bố thí thường thôi. Còn bố thí những cái vật mà bên trong mình ý, đó là bố thí ở những mức nó cao hơn một bậc. Như một vị Bồ Tát có thể bố thí mắt hay là bố thí những cái nội tạng của mình cho người khác, thì bố thí máu cũng là một bố thí những cái vật bên trong, nên là vật bên trong thân mình. Thì đấy là bởi vì người ta tham ái, người ta có hai cái loại tham ái, một là tham ái với tài sản bên ngoài, hai là tham ái với cái nội thân bên trong. Hai cái tham ái này thì cái tham ái bên trong nó mạnh hơn, mà người ta cái tham ái bên ngoài nó mạnh mà bố thí được đã đáng được tán thán rồi, không chi là cái tham ái bên trong này mà mình bố thí được, thì cái pháp bố thí đó rất là cao thượng. Cái pháp bố thí đó thì mình nên hoan hỷ
Và cái pháp bố thí đó có thể khiến cho một cái người bố thí đó có thể sinh thiên giới được, và hay là tạo thành những cái pháp bố thí ba la mật rất là cao thượng được. Hiến máu là một cái pháp bố thí lớn, một cái pháp bố thí cao thượng, có những công đức lớn, có công đức phước lành lớn. Dạ con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thái Nguyên ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi thêm một câu. Trong lúc nóng giận, con có nói với bà xã con, nếu đợt này con làm ăn thua lỗ nữa, con sẽ ly hôn vợ con. Và lúc nóng giận không suy nghĩ, con đã thốt lên một câu nói, nếu con không ly hôn thì cả dòng họ con chết. Con xin sư, con vì lúc con nóng giận mà con đã gây ra sai lầm như vậy ạ. Con xin tri ân sư. Những cái lời thề thốt như vậy nó cũng là một cái lời rất là bất thiện. Những cái lời thề đấy rất là bất thiện, nhưng có thể sám hối được chứ không phải không sám hối được. Những cái lời đấy mình thấy đó là một cái pháp bất thiện, và mình có cái sự hổ thẹn, có cái sự ghê sợ và có sự sám hối. Mình có thể tốt nhất là mình đã nói cái lời đó trước mặt ai thì bây giờ sám hối với người đó. Và vì cái lúc trước, ví dụ như cái người đó mà nói trước cái lời đó mà nói trước với người vợ nhá, cái người chồng ấy do tức giận nói trước mặt người vợ là không ly hôn thì cả dòng họ tôi sẽ chết, đấy là một cái ác ý nó khởi lên rất là mạnh trong lúc đấy rồi. Lúc đấy vị đó hình như là sẵn sàng làm được việc đó, thì bây giờ chỉ nói lại vì trong lúc đấy tôi do cái sân hận đã nói nên cái lời như thế, thì bây giờ tôi sẽ xin được hóa giải, tôi sẽ hóa giải những cái lời đấy như là một sự sám hối những cái lời đó, để cái lời nói đó nó không trở thành một cái ác nghiệp, nó không cho cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Một là mình sẽ nói trực tiếp với cái người mà mình đã thốt ra cái lời đó trước mặt ai thì giờ nói với người đấy, hoặc là mình sám hối đối với trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng hay là trước những cái người có giới đức cao thượng, mình sám hối thì nó sẽ hết cái nghiệp bất thiện đấy đi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Dạ con thưa sư, một người Phật tử múa hát với mục đích lan truyền Phật pháp đến quần chúng thì có tội hay có phước gì không ạ? Múa hát với mục đích lan truyền Phật pháp đến quần chúng. Múa hát thì với cái tâm đấy thì là tâm tốt, nhưng mà cái pháp múa hát đấy sở dĩ là nó làm chướng ngại cho những pháp thượng nhân. Tức là cái người đó mà có cái tâm múa hát vì muốn lan truyền Phật pháp, vì muốn người ta hiểu được Phật pháp nhiều, hát những cái bài hát về Phật pháp ấy, thì cái người đấy cũng có được cái phước thế gian. Tức là mình sẽ có được cái phước ở cõi nhân và cõi thiên, nhưng cái người đấy sẽ là chướng ngại cho cái phước chứng đắc được thiền thông đạo quả. Tức là sau này cái người đấy mà muốn chứng được thiền, chứng được thần thông và chứng niết bàn thì rất khó. Thì cái tập khí múa hát đó nó sẽ làm cho cái tâm rất là năng xăng phóng dật, và nó làm cho tâm cũng khá là bất an tán loạn. Đấy thì cái pháp đấy là cái pháp nó có cái phước mà cái phước thế gian luôn, và nó sẽ làm chướng ngại cho cái pháp suốt thế gian của cái người đó. Những người đó tự lựa chọn nhá. Nếu như mình làm cái phước thế gian đấy thì mình sẽ hưởng phước thế gian, nhưng mà muốn đi đến niết bàn thì mình chỉ có nên giải Phật pháp, truyền bá những cái pháp mà không cần phải thông qua múa hát, đâu có phải cứ thông qua múa hát thì mới truyền được Phật pháp đâu. Truyền Phật pháp bằng những cái cách như là mình thỉnh pháp, các cái vị giảng pháp đến thuyết giảng Phật pháp thì thù thắng hơn là múa hát. Múa hát thì làm cho người ta khởi lên cái tâm thiện rất là yếu ớt, và cái tâm phóng dật nó sẽ đi kèm với những cái tâm đó, thì nó đâu không đi đến rốt ráo, không đi đến thù thắng cao như là một cái người thuyết giảng giáo pháp được. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, người xuất gia có được múa hát và xem múa hát không ạ? Người xuất gia tuyệt đối không được múa hát và không được xem múa hát. Này không có trong giới luật là cấm kỵ ngay một cái người Phật tử tại gia mà trong cái ngày họ bát quan trai giới nhá. Ngày trai giới mà Đức Phật còn cái giới thứ bảy đó, giới thứ sáu ngăn phi thời, giới thứ bảy là không trang điểm, không múa hát, không xem nghe múa hát, thì cái vị đó là nguyện theo gương của các bậc thánh nhân, các bậc thánh nhân chọn đời không múa hát, không xem nghe múa hát,
hôm nay con là Phật tử tại gia, con nguyện chọn một đêm một ngày không múa hát, không xem me múa hát. Vậy người xuất gia là người đang đang đi tìm cái đạo giải thoát giác ngộ, thì tuyệt đối không có sự múa hát, dù là nhạc đời hay nhạc đạo. Thì đối với người xuất gia chân chánh thời chánh pháp, thời Đức Phật thì không có chuyện múa hát. Có thời mạt pháp sau này thì cái giới luật bị coi thường đi, Phật pháp nó xa vời đi, có thể người ta múa hát thì có, còn thời Đức Phật thì không có, không thể có cái chuyện. Ngay cả những tụng kinh Đức Phật còn nói là đừng có ngân nga. Ngân nga thì nó sẽ sinh ra cái tâm ái luyến, tức là bản thân cái người mà ngân nga nhé cũng ái luyến với cái giọng ngân nga của mình, người khác nghe được cũng ái luyến với cái giọng ngân nga người đó, và nó làm cho cái tâm người đó tán loạn, cái định nó yếu đi, và người đó cái sự tu tập về chỉ thiền quán nó bị kém đi. Đấy, ngay tụng kinh mà Đức Phật còn không cho ngân nga thành những cái âm điệu của âm nhạc, của hát hò, huống chi là làm gì Đức Phật cho phép người xuất gia múa hát. Chuyện múa hát là cái chuyện cấm kỵ đối với người xuất gia. Xem nghe múa hát cũng không được, bản thân múa hát thì càng không được, chuyện đó sẽ không được phép. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ con kính bạch sư ạ, con thấy y phục của quý sư rất khác nhau ạ, con muốn hỏi là sự khác nhau khác biệt đó do đâu ạ? Có y màu đỏ và có y màu vàng ạ. Y phục thì lúc đầu thì Đức Phật thì thế là người xuất gia thì sẽ lượm những cái y những cái vải vụn mà người ta bỏ đi, sau đó thì may lại thành y. Mà sau này thì Đức Phật cho phép được nhận y từ thí chủ cúng dường, nhưng mà những cái tấm y đấy cắt ra thành những cái mảnh, sau đó khâu vá nặng thành những cái tấm y. Thì trong pháp thì Đức Phật cũng dạy là dùng y để nhuộm thành cái màu giải thoát, cái màu vàng. Cái màu vàng là cái màu phổ thông nhất đối với lại màu huỳnh y, tức là màu huỳnh màu vàng mà. Thì cái y của người xuất gia đúng là nó là y màu vàng là đúng nhất. Nhưng mà sau này thì truyền bá đi nhiều nơi thì có cái sự nai nái đi một chút. Ví dụ như các y mà các sư đang mặc ở đây thì là do bên cái y này là theo bên Miến Điện, các giáo hội Miến Điện thống nhất là các sư tăng Miến Điện là sẽ mặc cái y nâu nâu đi như thế này. Nó cũng là một cái màu vàng mà nó hơi bị ngả đi một tí. Còn đa số các y các sư mà bên Thái Lan nào Campuchia chứ thì sẽ mặc y thuần màu vàng. Màu vàng như vàng ròng thì mặc y như thế cũng được. Thì đấy nó là cái. Còn lại sau này nữa thì các cái hệ phái thì chế ra những cái màu khác nhau nữa, thì đấy nó cũng là có cái sự thay đổi về sau này. Nhưng mà cái y mà đúng như trong luật, trong pháp hay là trong cái lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật dạy là y màu huỳnh y, tức là y màu vàng, giống như là màu nõi mít, thì là cái y như vậy là chuẩn chỉ nhất. Nó cũng là cái y để mặc che thân, điều đó cũng màu nó cũng không sặc sỡ như thế tục này được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ con kính bạch sư, hiện nay có thể xuất hiện một vị Phật độc giác không ạ? Con quen một vị và vị ấy đã nhận mình, vị đó nhận mình đã chứng ngộ Niết Bàn nhưng không nhập Niết Bàn vô lư mà quay lại đây để hoằng pháp ạ. Vị đó nói là mình chứng thiền, vị đó nói là mình thiền theo phương pháp đốn ngộ, nhập đại định và chứng Niết Bàn ạ. Con xin sư từ bi chỉ thầy ạ. Một vị độc giác không có ở trong thời giáo pháp của một vị Phật chánh đẳng giác. Tức là hiện nay giáo pháp của một vị Phật chánh đẳng giác còn đang xuất hiện thì sẽ không có một vị Phật độc giác nào ra đời hết. Chỉ khi nào mà giáo pháp của Phật chánh đẳng giác này đã không còn trên thế gian nữa cơ. Tức là có thể trải qua nhiều nghìn năm sau nữa giáo pháp đã diệt hoàn toàn rồi thì lúc đó mới có những vị Phật độc giác ra đời. Chứ bây giờ không có ai là Phật độc giác nhá. Có Phật độc giác thì nó giả. Còn những ai nói là đã chứng ngộ Niết Bàn mà quay trở lại độ thế gian thì thực ra cái người chứng thì không có nói rêu rao như vậy, không nói công khai, không nói như thế. Vậy thì, nhưng mà ở trên đời mà có những người chứng bằng cái sự ngộ nhận, tức là cái người đấy giác ngộ mà cái kiểu là ngộ nhận ảo tưởng mê lầm thì rất là nhiều. Người đấy thời xưa cũng vậy, có
Những người người ta cũng từng tuyên bố rằng họ là những vị chánh đẳng giác đó. Thời Đức Phật còn tại thế, còn có những người người ta còn dám tự nhận như thế. Huống chi là những thời sau này, những người này người kia người ta tự nhận mình là bậc này bậc nọ thì đầy vô số ở trong thế gian. Nhưng mà ai nói nhận mình như thế nào thì điều đó không quan trọng, mà quan trọng là cái vị đó giác ngộ cái gì, thấy được cái đạo lý gì, và muốn phổ độ thế gian bằng cái con đường gì, đi đến đâu. Thì mỗi một cái người có trí tuệ thì sẽ nhận định được cái người đó là cái người có giải thoát thật hay là giải thoát giả. Còn đa số cái người người mà không có trí tuệ thì dễ bị những cái người khác người ta dẫn dắt. Nên là ở đời có người sẽ gặp chánh pháp, có người gặp tà pháp, có người chân chánh, có người thì không chân chánh. Thì cái điều đó nó là chuyện rất bình thường ở trên đời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Hành Giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, có vị nói trong Niết Bàn sẽ chỉ có một mình, hiểu điều đó có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Trong Niết Bàn chỉ có một mình hiểu điều đó. Thì vị đó nói cái câu này thì Đức Phật cũng không nói. Vị này ai nói câu này là do người đấy nói ra. Còn Niết Bàn thì Đức Phật chỉ nói là Niết Bàn là cái mà nó là cái pháp vô vi, tức là một cái pháp nó không có các cái sự hữu vi, tức là không có cái tính sinh diệt. Vậy thì Niết Bàn là cái bất sinh bất diệt, tức là cái không có cái sự sinh diệt, không có cái sự thường, không có cái sự vô thường, không có cái khổ, không có cái sự vô ngã như là những cái pháp hữu vi. Những cái pháp hữu vi thì nó là vô thường, nó sinh diệt, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh. Còn Niết Bàn thì ngược lại, nó không có cái sự vô thường của vô ngã bất tịnh đó. Thì Niết Bàn là cái pháp vô vi, mình không thể dùng cái lời nói ngôn ngữ nào để diễn tả ra được, không có màu sắc, không có hình dáng. Thì cái người đấy nói là chỉ có người ở trong Niết Bàn mới hiểu Niết Bàn. Thì cái câu nói này nó cũng chưa đầy đủ, nó cũng chưa rõ nghĩa nữa. Thế nên là một cái người mình có thể nói là cái người nào chứng đắc Niết Bàn, thì cái người đấy sẽ cảm nhận được Niết Bàn như thế nào. Còn cái người mà chưa chứng đắc Niết Bàn thì cái người đấy chưa cảm nhận được Niết Bàn như thế nào. Còn Đức Phật thì dùng những cái pháp chế định để diễn tả những cái pháp chân đế, thì Đức Phật vẫn có thể dùng một vài những cái pháp chế định nhưng nó mang tính tương đối, như Niết Bàn đấy là bất sinh bất diệt, hay là Niết Bàn là không có cái sự cấu uế, Niết Bàn không có cái tôi, cái của tôi, cái tự ngã của tôi. Thì có thể là đấy là nói một cách chế định hay là một cái pháp tương đối như vậy. Thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Hành Giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Thưa sư, đời này chứng đắc các tầng thiền là do đời trước leo nhân gì ạ? Con kính tri ân sư ạ. Chứng đắc các tầng thiền này nó là cái nó không phải là cái quả của kiếp trước. Nó có thể là nhân duyên do kiếp trước mình là cái người tam nhân, tức là khi mình làm những cái thiện nghiệp gì đó mình cũng đi kèm với trí tuệ. Cho nên là khi mình tục sinh thì với cái tâm thiện tâm hợp trí tuệ nó sinh đi cùng. Mình là cái người vô tham vô sân vô si, tức là người có đủ tam nhân. Thì đó có thể là do kiếp trước mình là cái người cũng có học pháp, cũng có hành pháp, cho nên cũng có hiểu về nhân quả nghiệp báo, nên khi làm việc gì nó cũng đi kèm trí tuệ. Cho nên khi sinh ra ở đời này mình là người tam nhân thì có thể nó cái quả báo đấy là một phần cái nhân duyên hỗ trợ. Còn cái sự chứng đắc thiền hoàn toàn là do cái nhân duyên được gặp chánh pháp ở đời này, do cái sự nỗ lực tinh tấn ở đời này, chứ không phải là quả báo ở đời trước. Đến đời này cái quả báo nó trổ ra tự nhiên mình chứng thiền được đấy, mà cái sự chứng thiền là hoàn toàn là do cái sự học pháp, do cái sự hành pháp, do cái sự thực hành theo đúng bát chánh đạo một cách chân chánh, nỗ lực tinh tấn, cho nên mình đạt được cái sự chứng thiền đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư tử bi chỉ dạy cho con tu tập theo phương pháp nào để đoạn sạch nhân duyên tình yêu và nhân duyên vợ chồng ạ. Con xin đảnh lễ nhân sư. Tu tập phương pháp nào để đoạn được tình yêu và vợ chồng?
Thì bây giờ mình tu tập cái pháp mà hôm trước Đức Phật nói, thấy cái sự vị ngọt, thấy sự nguy hiểm và thấy sự xuất ni đấy của các dục. Đấy, ví dụ như là mình phải này, yêu này nó cũng là một cái tham dục mà yêu thôi, nhưng đâu phải là cái gì mà yêu. Mình tham dục cái gì mình thấy người ta đẹp, đấy là tham về đắm sắc. Thì trong cái bài kinh trước Đức Phật đã nói vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ni đối với sắc. Thì mình hãy quán cái người yêu đó, mai mốt nó sẽ, người này nó sẽ chết đi, nó sẽ thối rữa ra, nó trương sình lên, ròi bọ nó chui ra mắt tai mũi lưỡi, thân hay là toàn thân thể nó toàn là ròi bọ hôi tanh, do mình không nhìn thấy thôi chứ kính hiển vi nhìn thấy hết. Hay là cái tâm mà có định thì quán ba hai thể trược, thấy ròi bọ nó ăn ở trên ba hai thể trược đấy, nó sống đấy, nó sinh sản đấy, nó chết ở đấy, nó đi vệ sinh giết ra đấy, mình sẽ thấy cái sắc đó rất là hôi thối, thì nhàm chán đối với sắc thì hết, không còn yêu sắc nữa. Thì mình yêu đó người ta vì cái gì, yêu người đó vì cái sắc, hay người yêu người ta vì cái tâm tánh của người ta hiền hậu, hiền hòa, thì mình quán những cái tâm tánh đó nó là vô thường, khổ vô ngã, sanh diệt hay thay đổi, vui ít khổ nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn. Thì, rồi có được cái tuệ quán, có được cái sự chánh kiến, có được cái sự nhìn nhận một cách sâu sắc về cái sự nguy hiểm của các cái sắc, về sự nguy hiểm của các cái tình cảm, về sự nguy hiểm của các dục như thế. Và mình nhàm chán với các dục, nhàm chán với yêu đương thì mình cũng nhàm chán với vợ chồng, như một người đó có vợ mà mình muốn thoát ni khỏi cái người vợ ấy thì mình cũng phải quán đến cái sự nguy hiểm, đến cái sự bất tịnh của cái thân thể, hay là quán về cái sự nguy hiểm của cái tình ái, vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Ái tình ái dục nó là nguyên nhân của khổ đau, của luân hồi, của tái sinh vô lượng kiếp. Giống như Thái tử Thất Đạt Đa mà thấy Gia Du Đà Na, hay là thấy những cung nữ ngủ những cái hôi tối nó dò dỉ ra và thấy kinh khủng, khiếp sợ và sẵn sàng từ bỏ. Thì bây giờ một cái người mình có cái quyết định mạnh, mình có cái quán chiếu mạnh thì mình cũng sẵn sàng từ bỏ được. Nên từ bỏ cái con đường tình ái đó để đi tìm một con đường thoát ni khỏi tình ái, thì mình phải tu tập những cái pháp về quán, về tử thi, về sắc chết, về sự chết, về sự vô thường của vô ngã đấy, tức là thực hành thiền chỉ thiền quán mà mình đạt được cái thiền chỉ thiền quán đấy, nó sẽ làm cho mình ni dục, ni bất thiện pháp. Thế là rất là nhiều người mà khi có thể đi đến tham gia một cái khóa thiền ngắn ngày hoặc dài ngày một chút, thì đấy có thể đắc được các tầng thiền. Là tự nhiên nó ni dục, nó ví dụ một cái người mà chưa đắc thiền, chưa đắc chỉ quán ấy, thì cái tâm tham dục nó còn rất là lớn, nên người đó còn ưa thích cái đời sống yêu đương vợ chồng. Nhưng mà một cái người nào mà tu tập mà thực sự chứng đắc các cái tầng thiền mạnh rồi, nó sẽ ni dục rồi, tâm nó thanh tịnh rồi, nó lại thấy cái hỷ lạc của cái sự thanh tịnh, cái đời sống thanh tịnh này mới cao thượng, mới thù thắng, mới an vui, mới hạnh phúc. Còn cái đời sống chạy theo ham dục kia là khổ đau, vui ít khổ nhiều. Giống như một cái người bị bệnh cùi, bệnh hủi mà nó cứ hơ cái vết thương lên ngọn lửa, tưởng đấy là hạnh phúc, nhưng mà cái người khỏi bệnh rồi mới thấy nó hạnh phúc hơn, nhìn thấy cái người còn đang hơ lửa đấy thấy đáng thương. Người còn tham dục tưởng tham dục là hạnh phúc, chạy theo tham dục, nhưng mà cái người ni dục rồi nhìn mấy người tham dục thấy rất là đáng thương, rất là khổ, nên là luôn luôn tìm cách lôi kéo nó hãy bỏ dục đi, chạy theo con đường ni dục này an vui hạnh phúc hơn. Đấy là như thế. Thì nếu mà muốn ni dục đấy, ni hết tình cảm yêu đương đấy, thì hãy hành thiền cho đắc định đi, xong là hành đến thiền quán, thiền tuệ nữa, nó đoạn trừ được tham dục thì đảm bảo chắc chắn là sẽ bỏ chạy ra khỏi tình yêu, chạy ra khỏi đời sống vợ chồng, sống bằng cái đời sống không vợ chồng. Dạ, con đưa thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là hành tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, thu thúc lục căn có ý nghĩa là gì ạ? Và hành là sẽ được gì khi thu thúc lục căn ạ? Con xin chi ân sư ạ. Thu thúc lục căn ở đây là sáu căn của mình ý. Nó, nếu một cái người không thu thúc, có nghĩa là cái người đấy luôn luôn để cho nó ưa thích cái cảnh trần. Ví dụ như con mắt ưa thích những cái cảnh sắc, nếu cái người đấy luôn luôn nhìn vào những cái sắc khả ái hấp dẫn và đắm chìm, đắm nhiễm, và trong đó sẽ bị những cái sắc dục ấy nó thiêu đốt, nó làm cho tâm trí bị mê loạn, bị tán loạn, bị phân tâm, và sẽ trở thành nô lệ cho tham ái với sắc. Tai mình cứ nghe những cái âm thanh mê ni ưa thích thì mình sẽ chạy theo âm thanh, mê loạn và chạy theo âm thanh. Mũi mình ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm như thế. Vì vậy nên là thu thúc có nghĩa là tránh né cái gì nó cả ai hấp dẫn lôi cuốn thì mình tránh, đừng có tiếp xúc, đừng có nhìn, đừng có nghe, đừng có ngửi, đừng có nếm, đừng có chạm.
cái gì cũng nhìn nghe người nếm chạm thì loạn tập mê loạn nó sinh lên. Đấy là thu thúc lục căn sẽ làm cho mình làm chủ được cái tâm ý của mình, thì cái người thu thúc lục căn sẽ được cái lợi lạc là cái tâm nó không bị tham ái, không bị chấp thủ, không bị mê loạn với sáu cảnh trần. Đấy là thu thúc lục căn như thế thì cái tâm mình nó thanh tịnh rồi, cái người đấy mà hành thiền nó đắc định rất dễ dàng, rất nhanh chóng, và cái người đấy có thể tu đắc đạo quả được. Còn những người không thu thúc lục căn thì thứ nhất hành thiền không bao giờ đắc định, luôn luôn tán loạn, bởi vì cái tâm của mình nó bị mê loạn với cảnh trần, và cái người đấy bị tham dục chi phối khủng khiếp và không chế ngự được tham dục, và cái người đấy sẽ sống với cái tâm bị tham dục thiêu đốt cuồng loạn. Nhưng cái người không thu thúc lục căn, và những người thu thúc lục căn nó sẽ có lợi ích như vậy, tâm trí luôn luôn được an tịnh, định tĩnh, phát triển được được cái tâm tự tại chánh trí, đi đến giác ngộ giải thoát niết bàn. Đấy là nó có lợi ích như thế. Là con bạch lựa, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Huệ. Là con bạch lựa, là mô Phật, thưa sư, sư cho con hỏi, sư có nghĩ mình là người xứng đáng được ứng cúng, xứng đáng được mọi người cúng dường không ạ? Sư không dám nghĩ như thế. Không, không có ai dám nghĩ, chỉ có những bậc A-la-hán. Thì trong kinh Đức Phật mới gọi là bậc A-la-hán là bậc xứng đáng được cúng dường, hay Đức Phật mới là một cái bậc ứng cúng, bậc xứng đáng được cúng dường. Nhưng mà đấy là Đức Phật nói như thế, nhưng các bậc A-la-hán không có thấy cái gì là ta, không có cái gì là của ta, không có cái gì là tự ngã của ta. Thì các vị đấy không có cái ta, không có cái tự nhận mình là bậc ứng cúng, là bậc xứng đáng được cúng dường. Nhưng về lý thì Đức Phật nói như thế, nhưng về bản thân một cái vị, các cái vị vô ngã đấy sẽ không chấp vào như vậy. Đấy là như thế. Còn một cái vị mà chưa phải là một cái bậc xứng đáng được cúng dường thì mà tự nghĩ như thế thì đó là một cái suy nghĩ rất là ngạo mạn, tăng thượng mạn. Một cái suy nghĩ đấy nó sẽ đem lại những cái quả báo rất là bất hạnh, rất là khổ đau. Với một cái người có trí tuệ thì không bao giờ khởi lên những cái suy nghĩ ngạo mạn như thế. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Huệ Thượng Ân ạ. Dạ, kính bạch sư, ngày trước do không hiểu biết, con đã dùng wifi của gia đình khác mà không xin phép, hoặc là con chưa xin phép con cái của chủ nhà, nhưng không xin phép chủ nhà. Bây giờ con đã hiểu đó là trộm cắp và thay đổi. Nếu con trả tiền wifi cho chủ nhà để đền bù những ngày đó thì con vẫn phải chịu quả báo lo tội trộm cắp, có đúng không ạ? Nếu như đương nhiên là nếu như mình biết đây là cái tài sản của người khác, mình đã cố tình lấy trộm thì đương nhiên là mình có cái hành vi trộm cắp, nó có để lại cái tội trộm cắp. Mà cái tội trộm cắp đấy mình nhận ra rồi mình có cái sự sám hối đền bù lại, thì cái lúc đấy nó lại có cái phước của cái sự nhận ra cái nỗi lầm đó, có cái sự đền trả lại. Nhưng mà cái tội trộm cắp nó kết thành tội, không phải là cái phước mà nó có thể tiêu trừ được cái tội. Nhưng cái tội đó do mình nhận ra thì nó cũng đã giảm bớt đi rất là nhiều. Thì cái đấy sau này nó có cho ra cái quả báo thì nó cũng không quá là nặng, không quá là lớn như một cái người mà không có nhận ra nỗi lầm và không có sám hối nỗi lầm. Thì đấy là một cái hình thức sám hối những cái nỗi lầm của mình. Đương nhiên là cái quả nó vẫn có quả, chứ không thể nói rằng là mình làm việc phước mà mình lại không trả quả của những tội lỗi mình đã làm. Trừ khi mình tu chứng đắc A-la-hán thì mình mới không còn bị trả cái quả báo sau khi mình đã đại bát niết bàn. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Huệ Thượng Ân ạ. Là con kính bạch sư, chủ trang web nêu điều khoản sử dụng là được phép sử dụng trong lớp học và không được sử dụng trong mục đích thương mại. Con định dùng tài liệu của trang web cho học viên cá nhân và học viên nộp phí trực tiếp cho con. Nếu con tác ý là không bán tài liệu nhưng nhận học phí thì con không phạm tới trộm cắp đúng không ạ? Chủ cái trang web đấy thì sẽ tức là phục vụ cho cái việc học tập
Nhưng mà cái người này lại dùng xong là lại giảng dạy bài cho học sinh, học viên. Thì mình sử dụng giảng dạy với cái học tập ấy, thì nó cũng giống nhau thôi, nó cũng là một cái làm cái việc đấy, đôi khi nó sẽ cái quan trọng là nó phù hợp với cái người chủ có cái trang web đấy hay không. Cái người chủ có cái trang web đấy, người ta sẽ đồng tình với cái việc đó thì mình không phạm. Tức là người ta đồng tình với cái việc là cái những cái kiến thức trên cái trang web của tôi sẽ để phục vụ cho những cái người học hỏi tiếp thu những cái kiến thức của mọi người. Thì cái người chủ đấy, người ta có tư tưởng đấy, người ta muốn phổ biến, muốn phổ thông cái kiến thức đó đến mọi người thì không phạm giới. Trừ khi mình dùng cái đấy mình buôn bán, mình mua bán làm cái việc gì đó nó mang cái tính trao đổi buôn bán thì lúc đấy mình mới phạm giới. Còn đây mình là truyền đạt cái kiến thức thì nó không phạm giới, mình không có trực tiếp buôn bán với học sinh mà do mình ăn lương của nhà nước. Mình thì cái đấy, hai cái điều này nó sẽ khác nhau. Có thể là mình đã nghĩ về giới nó hơi cực đoan quá thì nó cũng sẽ sinh ra cái trạng hối. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Nguyễn Minh Hùng ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư phụ bố thí pháp cho con về cân bằng ngũ căn ngũ lực, vì con vẫn hiểu chưa rõ ràng trong việc hành thiền để đạt được sự lợi lạc ạ. Ngũ căn ngũ lực trong cái lúc hành thiền đúng là có cái pháp ngũ căn ngũ lực này quan trọng, nhưng mà cũng có người sẽ biết cách quân bình, có người không biết cách quân bình. Ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và nó cần được quân bình, nó cần được quân bình với nhau. Tức là mình có niềm tin vào cái con đường tu tập của mình, niềm tin giáo pháp, niềm tin vào cái sự thực hành thiền này, đấy là tín. Nhưng mà không phải là mình tin một cách mù quáng, mà mình tin có chọn lọc, có lựa chọn, có trí tuệ, hiểu biết cái gì đáng tin và cái gì không đáng tin. Tin nó có giới hạn, chứ không phải là tin vô hạn, không phải ai nói gì cũng tin. Mà tin có suy xét, biết rằng à cái này đúng phù hợp với pháp, đúng pháp của Phật, mình nên tin thì được. Còn cái người nào nói ra một cái pháp gì đó nó không có trong kinh điển mà mình cũng tin thì đấy là mê. Vậy nên là tín cần phải quân bình với tuệ, là niềm tin đừng có quá mù quáng, và tuệ cần quân bình với tín. Tức là cái người có trí tuệ mạnh quá thì không tin một cái gì cả, ai nói ra cái gì cũng suy xét, cũng phân tích, sau là nghĩ rằng mình phải mắt thấy tai nghe tường tận, suy luận phân tích đánh giá được vấn đề mới tin, thì cái người đấy trí tuệ mạnh quá lại là chướng ngại. Có những cái mà mình cần phải tin vì mình chưa thấy. Ví dụ như là có những cái người nói rằng có con đường để đi đến Niết Bàn, thì đó bảo bao giờ tôi thấy Niết Bàn tôi mới tin, tôi mới đi. Thì người đó không bao giờ thấy, vì mình không đi sao bao giờ mình thấy được, không đến nơi sao thấy được Niết Bàn. Vậy có những người nói rằng có thiên đường, có địa ngục, nhưng cái người lý trí mạnh quá, khi nào tôi thấy thiên đường tôi mới tin, tôi thấy địa ngục tôi tin, mà tôi không thấy tôi không tin. Thì cái người đấy lý trí mạnh quá, lý trí mạnh quá như thế trở thành một cái người náu cá, một cái người bất thiện. Và cái lý trí mạnh đấy nó sẽ làm cho cái người đấy không có tin những cái pháp thượng nhân, và cái người đấy sẽ là chướng ngại, không có thực hành pháp được. Vậy có những cái mình phải tin, và được rồi, tôi tạm thời tin và tôi sẽ thực hành xem sau này tôi có thấy những điều đó không, đấy thì được. Vậy thì mình có phải có tín và có tuệ, hai cái này nó được quân bình với nhau. Đừng có mạnh về đức tin quá, nhưng cũng đừng có mạnh về lý trí quá, hai cái này phải quân bình vừa phải. Cái thứ hai là tin quân bình giữa tinh tấn và định. Tinh tấn ở đây là một cái người mà tu tập, nhất là hành thiền, mình phải rất là tinh tấn, cố gắng, nỗ lực hết mình. Nhưng cũng đừng tinh tấn quá. Tinh tấn quá nó trở thành thái quá, nó trở thành bị mệt mỏi, bị căng thẳng và bị đuối sức lúc nào không hay. Mình sẽ bị gục ngã khi mình chưa đến đích. Như một cái người cố sức chạy chạy lúc đứt hơi chết giữa đường chưa đến nơi. Như vậy cái hành thiền thế cũng tinh tấn vừa ôi, tinh tấn quá mình sẽ kiệt sức đến lúc sinh ra bệnh tật, đến sinh ra không còn sức để mình sợ hãi, chán nản để bỏ cuộc lúc nào không hay. Vậy cho nên là mình tinh tấn vừa vừa, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi một tí. Tinh tấn nó được quân bình với định. Định ở đây là một cái trạng thái tĩnh lặng, một cái trạng thái nhất tâm, định tĩnh. Thì mình cần định đấy, nhưng mà định mà thái quá nó sẽ trở vào thụ động, nó sẽ trở vào bị mê mờ. Ví dụ như là khi mình chú tâm, mình nhất tâm quá, mình định tĩnh quá, một lúc sau cái tâm nó chìm xuống, nó trở thành vô thức. Và cái lúc đấy cái định nó mạnh quá, nó rơi vào vô thức là mình mất định, nó lại không có thành tựu được. Vậy cho nên là định nó cũng phải tinh tấn, tức là thỉnh thoảng mình cũng phải gắng lên một tí, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải định tĩnh lại một tí.
Đấy là hai cái đấy nó quân bình với nhau. Thì đấy là năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì mình quân bình tín với tuệ, định với tinh tấn. Còn niệm thì không cần quân bình với cái gì hết, niệm mình có mặt, luôn luôn cần có mặt. Đấy là gọi là năm căn. Năm nực, đó là tấn nực, tín nực, tín nực, tấn nực, niệm nực, định nực, tuệ nực. Thì các căn này dần dần nó lớn mạnh lên thì nó trở thành nực. Ví dụ như là một cái người mới học đạo, niềm tin rất là yếu, nhưng học đạo một thời gian dài, thực hành một thời gian, mình có kết quả rồi, niềm tin sẽ trở nên rất là mạnh mẽ. Thì đấy gọi là cái đức tin lúc đầu nó yếu, sau nó mạnh lên thì gọi là tín nực. Cái đức tin nó mạnh và hoàn hảo nhất là khi một người đó chứng được đạo quả, sơ quả, thì đức tin đấy mới trở thành tuyệt đối. Người chứng sơ quả rồi thì không bao giờ đức tin nó thay đổi. Còn những người mà phàm phu dù có tốt đến mấy nhưng mà niềm tin nó sẽ lung lay, lúc này tin nhưng mà lúc sau sẽ nghi. Đấy, còn một bậc vào siêu thế thì người ta mới có đức tin tuyệt đối, không bao giờ thay đổi. Đấy gọi là tín lực. Thứ hai là tấn lực, là cái người mới học đạo thì tinh tấn nó cũng yếu, chưa mạnh, nhưng mà một thời gian dài rồi thì cái tinh tấn nó sẽ mạnh dần lên. Đấy gọi là tấn lực. Niệm lực là cái chánh niệm vậy, lúc mới đầu mình mới thực hành cái chánh niệm nó lúc có lúc không, sau đó nó sẽ mạnh lên. Định lực là thế, lúc mới đầu cái định nó yếu, nó tăng dần lên. Tuệ lực là thế, lúc mới hành thiền thì nó ít, mà sau đó mình sẽ tín tấn định niệm tuệ, nó sẽ càng tăng lên. Ý muốn nói là khi người mà có thực hành cái pháp thiền này thì cái tín nó sẽ tăng trưởng rất nhanh, tấn tăng trưởng rất nhanh, niệm định tuệ nó sẽ tăng trưởng rất nhanh, và nó sẽ trở thành tín lực, tấn lực, niệm định tuệ lực trong khi mà mình tu tập một thời gian. Đấy được gọi là năm căn năm lực là thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ, bạch sư, xin sư chỉ giúp con cách giữ chánh niệm trong lúc cận tử ạ. Giữ chánh niệm trong lúc cận tử, cái lúc mà sắp chết thì cần giữ chánh niệm. Thì cái lúc cận tử ấy, thì trong cái đời sống thường nhật hàng ngày mình hay tu tập cái pháp môn gì, thì cái thời cận tử mình hãy để tâm đến cái pháp môn đó. Nếu như một cái người mà trong thường nhật hàng ngày người đó hay làm cái việc như là bố thí, thì lúc cận tử hãy nghĩ đến việc bố thí của mình và nguyện sinh thiên hoặc nguyện sinh lại làm người, trở thành người như thế nào ở trong tương lai, lúc đấy mình nguyện thì nó thành tựu. Hay là cái người đấy hay tụng kinh thì lúc cận tử thì hãy nhớ đến những cái bài kinh, hay niệm Phật thì lúc cận tử hãy nhớ đến hình ảnh Đức Phật. Cái người đấy thường hay giữ giới, năm giới, bát quan trai giới thì lúc cận tử hãy nhớ đến giới. Cái người đấy hay ngồi thiền thì lúc cận tử hãy nhớ đến cái pháp thiền. Ví dụ như là từ trước đến giờ mình hành thiền hơi thở sung mãn rất là lâu năm, thì bây giờ lúc cận tử mình hãy để tâm vào hơi thở và giữ chánh niệm và ra đi với cái hơi thở đó. Thì đấy là mình nhớ lại những thiện nghiệp của mình, nhớ lại những cái pháp môn tu thiện pháp của mình, và cố gắng duy trì cái tâm tỉnh giác chánh niệm đó đến cái lúc mà mình tắt thở, đừng để nó tán loạn. Vậy thì cái lúc đấy mình muốn giữ được chánh niệm thì đừng có để cho cái tâm nó loạn tạ năng xăng. Những người thân ở xung quanh người ta phải biết hộ trì, người ta đừng có gào thét, người ta đừng có náo loạn lên. Thì cái tâm của mình luôn hướng về một cái thiện nghiệp, cái thiện pháp mình đã làm đấy một cách rất là vững chắc, thì mình sẽ ra đi với chánh niệm. Thì ra đi với chánh niệm thì tương lai của mình sẽ rất là thù thắng, rất cao thượng. Ra đi với cái tâm tán loạn thì rất nguy hiểm, có thể bị đọa vào cõi khổ đau. Vậy thì bây giờ mình chưa chết thì phải cố gắng huấn luyện cho mình, tức là thực hành một cái pháp môn gì đó rất là sung mãn, rất là mạnh mẽ, rất là thường xuyên. Ví dụ như là mình giữ giới hay hành thiền, thì giờ mình phải chuyên tâm một cái pháp thiện đó hàng ngày hàng ngày. Những ngày nào cũng phải dành ra một vài giờ để hành thiền và cố gắng duy trì cái thiện pháp đấy cho đến lúc chết, thì cái thiện nghiệp đấy nó rất là mạnh, và mình chết với cái thiện nghiệp đấy thì rất là thù thắng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Tấn ạ. Dạ, con thưa sư, đối với hai cách tu tập là thuần quán và chỉ trước quán sau, nếu một hành giả có đủ ba la mật thì cách tu tập nào giúp họ chứng đạo nhanh nhất trong thời bây giờ ạ? Nếu một hành giả không đủ ba la mật, là người nhị nhân, mỗi phương pháp tu tập có thể tạo ra phước ba la mật như thế nào ạ? Và nên lựa chọn phương pháp phù hợp với mình như thế nào? À, con xin kính tri ân thưa. Thế có hai hạng hành giả, một hành giả là thuần quán, hai là hành giả chỉ quán.
Tức là cái hành giả thuần quán là bắt đầu tu tập là đi thẳng vào thiền quán, không qua thiền định, đi thẳng vào phân biệt danh sắc, quán duyên khởi, quán vô thường của vô ngã và đi đến chứng niết bàn. Có thể con đường này cũng nhanh nhưng nó chỉ phù hợp với cái người có cái tuệ mạnh đấy thôi, cái căn cơ đấy. Còn hạng chỉ quán là mình sẽ thực hành thiền định trước và thực hành thiền quán sau. Và cái này nó cũng sẽ phù hợp với những người có ba la mật về thiền định, có người thì phù hợp với người ba la mật về thiền quán. Nhưng mà từ Đức Phật đến các bậc thượng thủ A-la-hán, các bậc đại A-la-hán, những cái bậc cao thượng đều đi theo con đường chỉ quán, tức là thiền định trước thiền quán sau. Ví dụ như Đức Phật khi ngồi thiền dưới, trước khi thành đạo, Ngài cũng hành thiền hơi thở, Ngài cũng vào sơ nhị tam tứ thiền. Rồi sau đó thì Ngài chứng được các pháp thần thông trước, thiền thông đạo quả mới đến sau, thiền mới đến thần thông, đến đạo quả đến sau. Thì sau đó Ngài chứng được túc mạng trí, thiên nhãn trí, sau đó Ngài mới chứng nậu tận trí. Đấy là Đức Phật cũng đi theo nội trình thiền chỉ thiền quán. Các bậc thượng thủ như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng sẽ hành thiền định trước thiền quán sau. Đức Phật cũng dạy cho các vị đấy hành tứ thiền bát định, rồi sau đó mới chuyển sang thiền tuệ quán. Các bậc đại A-la-hán như Ngài A-lan, Ngài Kassapa, Ngài Yuvani, tất cả những bậc đại A-la-hán cũng đều thực hành thiền chỉ quán. Và những bậc chỉ quán là những bậc phân chứng, những cái vị mà có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích là những bậc có cả hai thiền chỉ và thiền quán. Thì những cái người mà đi theo con thiền chỉ quán là thù thắng hơn. Còn những người mà thuần quán, chỉ có mỗi cái pháp thuần quán thôi, khi chứng được cái đạo quả A-la-hán thì chỉ chứng được tam minh mà không có lục thông. Tức là các vị đấy chỉ có thiên nhãn minh, túc mạng minh và nậu tận minh. Và các vị ấy không có các cái pháp thần thông khác như là tha tâm trí hay là thần túc thông, thiên nhĩ trí. Thì đấy là nó sẽ có sự khác nhau như vậy. Cho nên là đi vào con đường chỉ quán vẫn là cao thượng hơn tuần quán. Và đấy là con đường tuần tự hơn và nó sẽ dễ đi hơn. Nên mình hành thiền định trước, có cái định trung mãn rồi làm nền tảng cho thiền tuệ. Thì sau này cái trí tuệ nó rất là thâm sâu. Trí tuệ được phát triển trên những cái tầng thiền định cao thượng thì trí tuệ đấy mới rộng lớn, cao sâu, thâm sâu hơn là trí tuệ chỉ dựa trên cái tâm thông thường. Đấy là cái pháp là chỉ quán sẽ thù thắng hơn. Còn tuy nhiên nó cũng còn tùy nhân duyên. Đức Phật mới nhìn được cái người này có nhân duyên với con đường chỉ quán nên Đức Phật sẽ dạy chỉ quán. Đức Phật mới nhìn nhận được người này không có nhân duyên với thiền định, chỉ có nhân duyên với thiền quán nên Đức Phật chỉ dạy mỗi thiền quán không. Thì cái năng lực đấy, cái trí tuệ đấy, cái khả năng đấy chỉ có nơi Đức Phật Chánh Giác thôi. Bây giờ Đức Phật Chánh Giác nhập Niết Bàn rồi, các vị thầy về sau này chỉ dạy theo kinh nghiệm của mình. Một vị thầy có thiền chỉ quán thì sẽ dạy người khác theo nội trình của mình, đó là thiền chỉ quán. Còn những cái vị thầy thuần quán dạy theo cái kinh nghiệm của mình, đó là thuần quán. Còn những người đến học pháp với các vị đấy là tùy duyên, ai có nhân duyên đến với vị thầy thiền chỉ quán đấy thì vị thầy đấy phải dạy theo kinh nghiệm mình. Tôi đã học chỉ quán rồi tôi cũng dạy lại chỉ quán. Cái vị kia chỉ có thuần quán, không trải qua thiền định, vị đấy chẳng dạy được thiền định. Cái vị mà không có tu tập thẳng vào thiền quán rồi cũng rất khó và cũng chẳng dạy được thuần quán. Cho nên là thời mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì phải hành theo kinh nghiệm của cái vị thầy ấy. Cho nên là vị đệ tử có thể đi chọn các cái vị thầy để mà học. Học với vị thầy chỉ quán một thời gian, thấy không được thì đi học với vị thầy thuần quán. Học vị thầy thuần quán một thời gian không tốt lại trở về với thầy chỉ quán. Rồi cứ học như thế để đến cái vị nào mà thấy cái pháp của mình nó tiến bộ thì đây là phù hợp. Còn bây giờ nói rằng mình phù hợp với gì, thời này phù hợp với gì thì không nói được. Mình phải thử, mình phải học rồi mình mới tự mình nhận ra là mình có phù hợp hay không. Còn trong kinh Đức Phật chỉ là các cái hạng người, người có đức tin, người có tuệ, người tư duy thì nó phù hợp với những pháp môn. Người có đức tin mạnh ý, thì sẽ phù hợp với những pháp thiền niệm ân Đức Phật, niệm pháp niệm tăng. Thời người mà có trí tuệ mạnh thì đi vào thiền niệm tứ đại thuần quán luôn cũng được. Còn người mà có tư duy mạnh thì đi vào thiền hơi thở trước, để nó bớt cái tư duy đi, nó đi vào định tĩnh. Hay người có tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tham thì phải quán bất tịnh, quán thân bất tịnh nhiều. Tánh sân thì nên giải tâm từ, hành thiền tâm từ. Cánh si thì cũng nên hành thiền hơi thở để nó không năng xăng. Thì đấy là mình dựa theo cái căn tánh. Nếu mình nhận định ra được mình là người căn tánh gì thì rất là dễ để lựa chọn một pháp thiền phù hợp với mình.
Nhưng mà cũng có người nhận định ra được, có người không nhận định ra được. Thì mình phải thử qua các pháp thiền, rồi sau đó mình thấy mình phù hợp về pháp gì thì đi chuyên sâu về pháp đó. Thời bây giờ là vậy. Dạ con thưa sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư ạ. Thưa sư, nếu có một lúc nào đó tinh thần của con bị chán nản trong công việc hoặc cuộc sống thì con nên làm gì ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà tinh thần mình bị chán nản thì mình hãy thực hành những cái pháp khiến cho mình phấn chấn lên. Thì những cái pháp mà khiến cho mình hoan hỷ, tăng trưởng cái hoan hỷ lên, ví dụ mình đang buồn phiền chán nản ấy, thì mình niệm ân Đức Phật là nó sẽ nhanh hoan hỷ nhất. Nhưng mình phải hiểu sâu về các ân Đức Phật. Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự, trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thế mình niệm tưởng niệm đến ân Đức Phật, mình hoan hỷ với ân Đức Phật thì cái chán nản nó cũng tiêu đi. Hoặc là mình tưởng niệm đến giới, mình hãy thọ bát quan trai giới hay ngũ giới. Sau đó mình hãy thực hành thiền niệm giới, quả thật các giới ta đang thọ trì, không bị đứt, không bị nùng, không bị ô nhiễm, không bị vụn nát. Và cứ niệm niệm như thế, cái hoan hỷ vì cái giới trong sạch của mình nó sẽ tăng lên. Nếu người đó là cái người hiểu về lợi ích của việc giữ giới, hoặc là một cái người đó hãy niệm về sự bố thí, tức là mình hãy làm cái việc bố thí cúng dường đến ai đó, cái việc thiện đó, sau đó mình tưởng niệm đến cái hạnh bố thí đó, là quả thật thế gian này có nhiều cái bỏn sẻn than tham, ta sống không bỏn sẻn than tham, ta bố thí với tâm rộng mở, với cái bàn tay rộng mở, với cái tâm hoan hỷ, với cái sự mong cầu của có người đến xin. Cứ tưởng niệm như thế, mình hoan hỷ với những cái thiện nghiệp, với những cái pháp bố thí đó, thì lúc đấy những cái tâm hoan hỷ nó sẽ khơi dậy và mình thấy cuộc đời nó có ý nghĩa. Khi mà một cái người thấy cuộc đời vô nghĩa vì người ta không làm những cái việc có nghĩa, có lợi ích, không có lý tưởng, không có lý trí, người đấy sẽ trở nên buồn phiền, chán nản, bất mãn cuộc đời. Vậy thì cái người đấy cần phải làm cái gì đó để mình có những cái hy vọng về cái hạnh phúc, về cái an vui lâu dài ở tương lai. Thì đó là mình hãy thực hành những cái thiện pháp nào đó như niệm Phật, hay là niệm giới, hay là niệm về bố thí. Nó sẽ làm cho mình phấn chấn lên, mình sẽ hết cái chán nản đó đi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thiện Trí ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư hoan hỷ hướng dẫn hoặc có các yêu cầu về công việc hàng ngày, thời gian tập sự cho người muốn tập sự xuất gia tại chùa Phúc Minh ạ. Dạ, con nói lại. Con xin đọc lại ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư hoan hỷ hướng dẫn hoặc có các yêu cầu về công việc hàng ngày, thời gian tập sự dành cho người muốn tập sự xuất gia tại chùa Phúc Minh ạ. Dẫn về một người ý muốn nói là có một người muốn đến tập sự xuất gia ở chùa Phúc Minh thì nên làm những bổn phận gì và những tuần tự những cái công việc như thế nào. Thực ra ở chùa Phúc Minh thì chỉ chuyên tu là chính. Ví dụ một cái người đến mà nói là xin tập sự để xuất gia thì đầu tiên là sư sẽ vẫn dạy cho người đó hành thiền hàng ngày, tức là vẫn phải thực hành đầy đủ các cái thời khóa hành thiền chỉ quán. Và cái việc đầu tiên, cái pháp đầu tiên vị đó cần phải học đó là luật nghi của người xuất gia. Ví dụ như vị đó phải học tam quy và mười giới bằng tiếng Bali, bằng tiếng Việt, phải thông thạo và hiểu rõ ra các chi pháp của các giới, tức là phải học để mà hiểu phân tích ra, ví dụ giới không sát sinh gồm bao nhiêu chi, pháp không trộm cắp, không hành dâm, nói dối, uống rượu, những cái chi pháp đó, tức là phải học thông thạo về những cái giới. Về những cái giới của người xuất gia đấy, người xuất gia các cái chi pháp hiểu về những cái pháp nào thì sẽ là phải sám hối, những cái pháp nào sẽ đứt giới và sẽ bị trục xuất. Có những cái vị mặc dù mình thọ giới rồi nhưng mà mình không hiểu về giới, sau này mình phạm vào những cái giới mà bị tẩn xuất, bị trục xuất và không bao giờ được xuất gia trở lại nữa. Như là chẳng may cái người đó xuất gia rồi mà phạm vào cái giới như là nói dối pháp thượng nhân, mình chưa đắc đạo, mình đắc đạo nói dối, phạm vào những giới như là hành dâm, vào những cái giới nói dối hay vào những giới trộm cắp, chẳng qua là mình cố tình lấy trộm cắp một cái tài sản gì đó của người khác, mình đứt giới, hay là phỉ báng Phật pháp tăng, thì là những cái giới có tà kiến hay là chia rẽ tăng, thì những cái giới đó mình cần phải học để biết và để thực hành để mà không phạm vào những cái giới đó. Thì trước khi xuất gia mình phải hiểu cái luật nghi người xuất gia là như thế, đi xuất gia rồi cái uy nghi cần phải học những cái gì.
đấy là phải học những cái học pháp oai nghi đi đứng nằm ngồi, cư xử, cái hình tướng người xuất gia nó cần phải thay đổi. Và người đó phải tập sự một thời gian để biết là mình xuất gia mình sẽ trở thành cái người như thế này, như thế kia, để mình có chấp nhận được cái điều kiện đấy không. Sau đó học những cái pháp học, những cái bài kinh tụng hàng ngày bằng tiếng Bali và bằng tiếng Việt, mình cần phải học và thuộc, ghi nhớ những cái bài đó. Nó rất là phổ thông đấy. Đấy là những cái pháp học sơ cơ. Còn sau đó thì lâu hơn nữa thì mình sẽ học đến các cái bộ kinh, kinh trung bộ này, kinh trường bộ, kinh tăng binh bộ, tiểu bộ, tức là học theo cái cách là nghiên cứu hoặc học cực lòng. Ví dụ những cái bài kinh pháp cú ngắn thì mình nên học thuộc, cái gì nó khó quá mình không thuộc được thì mình cũng phải đọc hiểu biết, học các cái bộ luật về lớn hơn, những bộ luật của người xuất gia, những cái luật nghi, những cái luật nghi của người xuất gia. Đầu tiên học những cái vắn tắt, sau đó thì học chi tiết đến các cái bộ luật, rồi học đến các bộ luận, vi diệu pháp luận, thì có nghĩa là mình cần phải học kinh luật luận. Đấy là những pháp học. Thì trước khi xuất gia phải có được một cái kiến thức tương đối, ví dụ như là vị đó phải hiểu về nhân quả nghiệp báo, hiểu về lịch sử cuộc đời Đức Phật. Nhưng chẳng lẽ người tu xuất gia mà không biết thì Đức Phật là ai, như thế nào thì không được. Mình phải hiểu về các ân Đức Phật, ân pháp, ân Đức Tăng thì cũng cần phải hiểu, nắm được. Ngoài những cái giới luật ra cũng phải có được một cái kiến thức căn bản về Phật pháp. Rồi sau đó tu tập mình sẽ học nhiều hơn. Còn hàng ngày thì hành thiền. Thì ngoài việc đó, khi còn làm cư sĩ thì thọ trì bát quan trai giới và thực hành thiền chỉ quán miên mật. Ở chùa thì đa số chỉ có hành thiền vậy, còn các cái phận sự công việc thì tùy duyên, cũng không có đáng kể, không có nhiều gì. Những cái công việc hàng ngày thì quét dọn vệ sinh cho nó sạch sẽ, chùa chiền, những cái môi trường tu cho nó thanh tịnh sạch sẽ thôi. Chứ ở trong chùa không có những cái phận dựng, những cái việc nao tác lớn, hay là không có những cái việc như là phải đi phục vụ tín ngưỡng dân gian rất là nhiều, rất là ít. Những cái việc, những cái công việc thì rất là ít, nhưng mà cái sự tu hành thiền và học pháp thì nhiều. Thì cái người tu sẽ được lựa chọn hai pháp, mình chuyên sâu về pháp hành hoặc chuyên sâu về pháp học. Mọi người chuyên sâu về pháp hành thì cứ mình vẫn học một chút, nhưng mà dành hầu hết thời gian để hành thiền. Có những người mà hành thiền cảm thấy chưa phù hợp, chưa tiến bộ thì có thể chuyên sâu về pháp học. Pháp học đấy thì sẽ có những cái căn bản từ thấp đến cao, học bao nhiêu cũng được, có khả năng mà học thuộc lòng được cả tam tạng kinh thì càng tốt. Thì có học suốt đời không bao giờ hết. Nói chung là pháp của Phật với người đi xuất gia là vậy, học không bao giờ hết, và thực hành cái pháp hành cũng thế, mình sẽ hành cho đến khi nào rốt ráo thì thôi. Thế thì chủ yếu là chỉ có hai pháp. Đối với một người từ khi thập tự xuất gia cũng thế, mà sau khi đã xuất gia rồi cũng vẫn chú trọng vào hai pháp, pháp học và pháp hành. Thì các cái phận sự khác thì không đáng kể. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tiên Trắng ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ, khi Phật tử cúng dường vật thực cho chùa mà nhiều quá nên người hộ tăng đã tự trữ vào kho, và khi được người hộ tăng ấy lấy ra thì đồ đã hết hạn sử dụng, vật thực và gạo bị muối mọt hư hỏng không thể sử dụng được, thì sẽ phạm tội như thế nào ạ? Người hộ tăng đó có phải chịu trách nhiệm như nào và tội lỗi như nào trong nhân quả ạ? Và những vị tăng ni đang tu tập tại ngôi chùa đó có bị ảnh hưởng về sự cộng nghiệp không ạ? Và con muốn hỏi là khi vật thực lư thừa nhiều ở một ngôi chùa, cái tốt nhất để mình xả như thế nào cho hợp nhất với trong kinh điển ạ? Thưa sư, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con biết ạ. Tất cả các vị sư, các vị tỳ kheo hay là người xuất gia thì sẽ không được tích trữ những cái vật thực. Vậy cho nên là các thí chủ đôi khi cúng dường các vật thực thì phải có người hộ tăng, phải có cái ban hộ tăng tiếp nhận, và những người đấy mới được tích trữ những cái vật thực đó để hàng ngày dâng cúng lại đến chư tăng để cho nó hợp luật, cho hợp pháp. Chư tăng không có nhận tiền bạc, không nhận các cái vật thực mà không chỉ được, tức là không được giữ lâu dài. Có những vật thực chỉ được nhận giữ trong buổi sáng, đến chiều là phải xả rồi. Có những cái vật thực thì được giữ trong một ngày, không được giữ quá đêm. Có những cái vật thực thì được giữ trong một tuần, như là mật ong, đường, một số cái vật thực được giữ qua, không được giữ quá 7 ngày. Có những cái đồ thì nó thuộc về thuốc chữa bệnh thì được giữ lâu dài,
Đấy là chư tăng có thể chỉ được giữ những cái lâu dài nhất, đó là thuốc chữa bệnh. Còn lại mọi cái khác thì đều do người hộ tăng hoặc là ban hộ tăng sẽ giữ gìn những cái vật thực đó. Thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái trình độ, tùy thuộc vào khả năng, tùy thuộc vào cái tâm của cái người hộ tăng đó. Hộ tăng như thế nào cho phù hợp nhất để không có phí phạm những cái tài sản, những cái vật dụng của những thí chủ đã cúng dường. Cúng dường đôi khi vì cúng dường quá nhiều mà chư tăng ít, hay là các cái người tu tập ở ngôi chùa đó ít, sẽ sử dụng không hết, đôi khi nó có sự dư thừa. Có sự dư thừa thì có sự buông xả, nên là buông xả mình có thể xả bỏ đến những người nào người ta hay hộ trì cho chùa, thì mình pháp được phép xả bỏ. Ví dụ người nào người ta hay đến người ta hộ trì, tức là người ta hay giúp việc để hộ độ cho chư tăng, mình vẫn có thể được buông xả, được xả những cái vật đó cho những người đó. Còn đôi khi vô tình hay cố ý để nó bị hư hoại rồi thì xả đi, xả bỏ đi thôi, chứ chẳng ai muốn như vậy. Nhưng mà nếu như một cái người nào mà cố ý là tôi sẽ để cho nó hư hoại cái vật này làm vi phạm của tam bảo, thì cái người đấy mới có lỗi. Người đấy cố ý để cho cái những cái vật của thí chủ không được sử dụng đến chư tăng, thì cái người đấy sẽ phạm vào cái lỗi đấy. Còn người ta không cố ý thì đôi khi do vô tình hay cố ý thì nó hư thì bỏ đi, cũng như thời Đức Phật cũng thế, khi đi khất thực các Phật tử người ta cúng dường quá nhiều, đôi khi sử dụng không hết, đôi khi vẫn phải bỏ ra một cái chỗ nào đấy. Cho nên là ở cổng tịnh xá đôi khi còn có cả một cái hang để chuyên môn bỏ những cái thức ăn thừa, tức là thức ăn dư thừa thì phải bỏ đi. Đôi khi có những người khác, những cái người lang thang không có đồ ăn thì người ta đi ăn mót những thức ăn, người ta đến người ta lượm nhặt những thức ăn đó. Hay là Đức Phật cũng dạy là đôi khi những cái thức ăn của ta ăn thừa còn dư, ta sẽ bỏ đến những cái nơi không có cỏ xanh, hoặc đổ xuống nước không có côn trùng, tức là đôi khi không dùng hết vẫn phải bỏ đi. Đổ những nơi không có cỏ xanh là không để làm chết cỏ cây, đổ vào những cái nơi nước không có côn trùng là không để làm chết những cái côn trùng đó. Vậy thì thời nào cũng thế thôi, có những vật thực có khi thì thiếu, có khi thì thừa, cũng có khi mình sử dụng hết, có khi sử dụng không hết. Đó là cái chuyện là ban hộ tăng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Trí Nhân ạ. Là xin sư hãy giảng rõ cho con hiểu về hữu biên và vô biên luận ở trong kinh Trường Bộ với bốn luận chấp với ạ. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Hữu biên và vô biên, thế giới là hữu biên hay vô biên? Thế giới là hữu biên hay vô biên? Thì Đức Phật nói ta không trả lời câu hỏi này vì đó là ý luận vọng tưởng. Một cái người... người ta nhập định và người ta mở rộng cái ánh sáng là người ta thấy nó là vô lượng vô biên thì người ta nói là thế giới là vô biên. Còn những người người ta lấy một cái khoảng không gian có giới hạn, người ta mở vào đấy thì người ta nói là thế giới là hữu biên. Vậy thế giới là hữu biên hay vô biên, nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của một người phàm phu bình thường. Cho nên Đức Phật không trả lời câu hỏi đó vì đó là hí luận. Bốn thường chấp như nay tồn tại trong cái chết hay là không tồn tại, có tồn tại hay không tồn tại, hay không tồn tại. Thì những cái pháp này Đức Phật cũng không trả lời vì đó là hí luận, nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của cái người phàm phu tầm thường. Như này có tồn tại sau khi chết hay không, nói là có cũng là tà kiến, nói là không cũng là tà kiến, nói là vừa có vừa không vừa không không, bốn cái đấy nó đều rơi vào tà kiến. Cho nên đó là bốn cái câu mà Đức Phật không trả lời. Vì vậy cho nên là trong kinh Đức Phật đã trả lời rồi, còn hỏi sư làm gì nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Vũ Quyết ạ. Dạ, con thưa sư, một vị xuất gia thì mục đích cao thượng nhất là hướng đến đạo quả Niết Bàn. Con muốn hỏi là một vị Bồ Tát khi muốn tu tập đến hành xả tuệ thì có cần phải xuất gia từ bỏ gia đình không? Mức độ cần thiết của một vị Bồ Tát với việc xuất gia là như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị xuất gia hướng đến đạo quả Niết Bàn thì cái người đấy đương nhiên là nỗ lực thực hành thì giới định tuệ rồi. Còn một vị Bồ Tát tức là sẽ ước nguyện thành Phật trong tương lai, vị đó phải tích lũy 13 la mật. 13 la mật thì trong đó nó có cái xuất gia ba la mật, xuất ni ba la mật. Thì cái xuất ni ba la mật này nó cũng bao gồm xuất gia ba la mật. Ví dụ như là cái vị đó có thể đi xuất gia, trở thành người xuất gia, rồi vị đó phát nguyện cái công đức xuất gia này sẽ trở thành Phật trong tương lai. Thì cái pháp xuất gia đó rồi vị đó thực hành thiền chỉ quán.
Vì cái vị đó nguyện thành Phật cho nên vị đó không chứng đạo quả, vì đó chỉ thực hành đến hành xả trí thôi. Thì đó vẫn là một vị tỳ kheo bình thường như các vị tỳ kheo khác, không có gì khác. Vị đó vẫn học tam tạng, vị đó vẫn thực hành thiền chỉ quán, vị đó vẫn hành cái hạnh của một người xuất gia. Chỉ có điều khác đó là vị đó sẽ có cái phát nguyện ở trong tâm là tất cả những cái pháp học pháp hành này là để hướng đến thành tựu trí chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Chỉ khác mỗi cái ước nguyện, cái tâm nguyện nó khác, còn cái sự thực hành không có gì khác cả. Thì đó vẫn học pháp và hành pháp như một người xuất gia khác. Hoặc là nếu như vị đó là một vị Bồ Tát thì cái hạnh xuất ni ba la mật hay xuất gia ba la mật này nó rất là lớn và cần thiết phải có rất nhiều đời nhiều kiếp một vị Bồ Tát đi xuất gia. Không nhất thiết là phải có những cái thời mà sinh ra mà không có Phật pháp thì vị đó sẽ xuất gia ẩn sĩ, tức là lúc đấy vị đó sẽ đi xuất gia ở trong rừng và thực hành thiền chỉ quán, và vị đó sẽ đắc tứ thiền bát định và năm cái thần thông hiệp thế. Thì những vị Bồ Tát thì sẽ thực hành rất dễ dàng chứng đắc các cái pháp thần thông hiệp thế đó, và vị đó sẽ ẩn cư ở trong rừng suốt đời là chuyện bình thường. Đấy gọi là xuất ni ba la mật. Vậy thì một cái người tại gia mà mình đến chùa mình học thiền trong một ngày hai ngày hay là một tuần hai tuần một tháng một năm gì đó, dù người đó không phải là đi xuất gia hẳn, nhưng mà vị đó chỉ cần đến chùa mình thực hành thiền chỉ quán và mình đắc được từ sơ thiền trở nên thì đã có cái hạnh xuất ni rồi. Vậy cái người mà chứng đắc các tầng thiền là cái người đó có cái hạnh xuất gia, dù người đó là hình tướng là người tại gia. Nếu mình là người tại gia, nhưng nếu có sự chứng đắc các cái tầng thiền ni dục ni ác bất thiện pháp thì lúc đấy là cái người đang là cái người có hạnh xuất gia. Vậy cho nên là cái người mà mình sống ở đời sống tại gia, mình hưởng thụ các dục thì nó không chứng đắc được các tầng thiền. Hoặc là nếu nó có chứng đắc được các tầng thiền khi mà cái tham dục nó khởi lên quá mạnh thì cái tầng thiền đấy nó sẽ tiêu tan đi. Còn những người mà chứng đắc tầng thiền, mình giữ được cái tầng thiền là do mình sống ở nơi an tịnh. Đó là một là mình sống như một vị ẩn sĩ, tức là phải sống ở trong một cái khu rừng, ở một cái nơi độc cư, tức là mình phải sống trong một cái tịnh thất riêng biệt, không có ở chung đụng với người khác phá, thì mới giữ được những cái pháp thanh tịnh thượng nhân đó. Nên là nhất là tới bây giờ rất là nhiều người còn đang đi làm các công việc vẫn hưởng thụ đời sống dục lạc thế gian, mà người đó lại nói chứng đắc các cái tầng thiền cao thượng, nên nó ngược lại với pháp Phật ấy. Thì khi mình hưởng thụ các cái dục lạc thì cái tầng thiền ấy nó lại bị hoại, còn khi mình ni dục thì mình chứng được các cái tầng thiền. Vậy thì cái hạnh một vị Bồ Tát là như thế, có thể vị đó sẽ xuất ra như một vị tỳ kheo, có thể vị đó xuất ra với hình tướng một vị ẩn sĩ, và khi đi xuất ra rồi cái pháp của vị ấy là thực hành trong thời mà có Phật pháp thì vị đó vẫn thực hành thiền chỉ và thiền quán và học thuộc lòng tam tạng. Còn nếu mà trong cái thời không có Phật pháp thì vị đó sẽ thực hành tứ thiền bát định và năm tháng trí các năng lực thần thông. Đấy là cái pháp của một vị Bồ Tát là như vậy, bởi vì đó tích lũy những cái pháp đó cho đến các cái ba la mật đó cho nó sung mãn, về tương lai vị đó sẽ thành một vị Phật thánh đẳng giác.